Rồi tất cả đại chúng á, tìm cho mình một chỗ ngồi. Bây giờ bên ngoài đang mưa, không có sao, mưa có một xíu có sao đâu. Mưa trong lòng mới sợ đúng không? Bữa nào mình buồn mình giận mình mới sợ. Cho nên là mưa bên ngoài chút mát không sao hết, càng biểu hiện sự tôn kính pháp của quý vị. Hiện nay là chùa các chỗ là đều đông nghẹt hết rồi, khoảng gần 3.000 Phật tử rồi. Phật tử cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi được ổn định, và tuyệt đối giúp giùm thầy, tuyệt đối không có nói chuyện ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, chúng con kính bạch sư, mùa Vu Lan năm nay tại chùa An Lạc, chúng con tổ chức tuần lễ Vu Lan từ ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch đến 15 tháng 7 âm lịch. Hôm nay là ngày thứ 7 trong tuần lễ Vu Lan. Trong những ngày qua, quý Phật tử chúng con được trở về chùa, được đọc lại những trang kinh để hiểu thêm về công ơn cha mẹ, và được nghe quý ngài giảng sư thuyết pháp về đạo hiếu, cách trả ơn cho cha mẹ một cách trọn vẹn. Thầy kính thưa quý Phật tử, xin quý Phật tử hãy lắng động tâm tư, ngồi trong tư thế thoải mái, an nhiên nhất có thể, để quý vị được chuẩn bị lắng nghe những lời giáo pháp của sư. Kính thưa quý Phật tử, hai tinh hoa của giáo pháp là pháp học và pháp hành. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có mặt khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở cuộc đời. Giờ đây chúng ta không còn được gặp trực tiếp Đức Phật Chánh Đẳng Giác, nhưng còn đó giáo pháp, còn đó của hình ảnh của chư Tăng. Bản thân thầy ngày trước á, thầy đọc cái câu gặp được minh sư thiện hữu, thầy lành bạn tốt là phước báu. Thầy có cảm nhận một phần nào đâu đó, nhưng càng tu tập thầy mới thấy rằng sự tu tập của mình nếu không có minh sư, nếu không có thầy lành hướng dẫn thì chúng ta rất khó để có thể đi xa trên bước đường tu học. Pháp học trong Phật pháp á, là bao gồm tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Còn pháp hành là hành giới, hành định và hành tuệ. Hiện nay có những vị sư thuộc lầu tam tạng, thuộc lầu pháp học, kinh, luật, luận. Về pháp hành gồm giới, gồm định và gồm tuệ, hay là thiền định và thiền tuệ. Và thầy xin thưa quý Phật tử, trong năm ngoái, chùa An Lạc của chúng ta được diễm phúc cung thỉnh sư, và sư đã giảng về cái đề mục và phương pháp thực hành thiền hơi thở. Và lần đó thầy đã in và tặng rất nhiều cho quý Phật tử cái bài giảng của sư về cách thực hành thiền hơi thở. Thì quý Phật tử nào cần thì hiện nay còn bản PDF để gửi cho quý vị. Và tuần lễ Phật Đản vừa rồi, chùa An Lạc của chúng ta cũng diễm phúc được cung thỉnh sư hai bài giảng. Một bài sư giảng về niệm ân Đức Phật và rải tâm từ, và một bài sư giảng về hơi thở. Và thưa quý vị là quyển sách này là chép lại cái bài giảng tuần lễ Phật Đản vừa rồi. Và thưa quý Phật tử, những điều sư chỉ dạy là chỉ cho quý vị cách hành giới, hành định và hành tuệ. Và đa phần các bài giảng trước là sư chỉ cho quý vị cách thực hành thiền định. Thiền định ở đề mục rải tâm từ, thiền định niệm ân Đức Phật và đề mục hơi thở. Và nhân dịp đây thầy cũng xin thưa đến quý Phật tử, riêng về pháp học á, thì chúng ta có thể học được rất là nhiều vị thầy, học trong tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Còn ở tại chùa An Lạc, bản thân thầy, những đệ tử của thầy và những Phật tử đang tu học ở đây, về pháp hành là chúng ta nương tự sư. Và những gì mà quý vị lâu nay thầy hướng dẫn cho quý vị cách thiền tập rải tâm từ, thiền tập niệm ân Đức Phật đó, đó là thầy được sư chỉ dạy cho thầy và thầy dạy lại cho quý vị. Và hôm nay thì quý vị sẽ được sư chỉ dạy thêm một đề mục mới nữa là đề mục mà hơi thở, và trong đó sư sẽ chỉ dạy về thiền quán, thiền tuệ. Thiền có hai loại là thiền định và thiền quán, hay là thiền chỉ và thiền quán, thiền định và thiền tuệ. Thiền định giúp cho mình đắc được các cái đề mục thiền định, đoạn được năm cái triền cái, chứng đắc tứ thiền và bát định để được an lạc hiện tại. Nếu mất với tâm trạng thái định đó thì sanh về cõi phạm thiên tương ứng với các tầng thiền.
Nhưng mà các đề mục thiền định, các tầng thiền chưa có chấm dứt hẳn cái chuyện phiền não, kiết sử, luân hồi. Và chỉ có thiền tuệ, thiền quán mới có thể giúp chúng ta đoạn tận gốc phiền não. Và xin thưa quý vị, thiền quán chỉ có mặt khi nào có Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở cuộc đời. Và đến hôm nay, có những vị sư đang thực tập giáo pháp, đang chứng nghiệm giáo pháp và đang chỉ dạy. Và Thầy hay nói với những Phật tử thân tín của Thầy, cũng như nói với những đệ tử của Thầy, là chùa mình được diễm phúc lắm, bản thân Thầy cũng được diễm phúc lắm, các con được diễm phúc lắm, quý Phật tử được diễm phúc lắm, được có bậc ân sư, được bậc minh sư hướng dẫn chỉ dạy. Nhiều lúc á, mình muốn tu mà mình không biết tu như thế nào nha quý vị. Thà mình vào chùa, mình lễ Phật, mình thắp nhang, mình đi về thì cái chuyện đó dễ lắm. Nhưng một khi mình muốn tu á, nó có nhiều cái cấp độ đơn giản thì có thể mình tự học, hay là một vài cái bài kinh nào đó mình nghe được. Nhưng càng đi sâu vào đời sống tâm linh là mình phải có Thầy hướng dẫn. Và diễn phúc thay cho đạo tràng của chúng ta. Mà Thầy xin nhắc lại là đạo tràng của chúng ta nương về pháp hành, pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ, là chúng ta nương nơi sư để mà thực hành giáo pháp. Và các bài giảng trong các khóa trước thì ở đây như Thầy vừa giới thiệu đã có 2 quyển sách. Và giới thiệu rộng hơn đến quý Phật tử là sư đang trụ trì ở ngoài Thái Bình, tỉnh Thái Bình, ở chùa Phúc Minh của tỉnh Thái Bình. Và Thầy xin giới thiệu đến trang Facebook là chùa Phúc Minh. Và vào tối thứ bảy sư có thuyết kinh Trung Bộ, cũng như là mỗi tuần sư có truyền giới bát quan trai. Và nếu Phật tử nào muốn nếm trải, muốn thực tập giáo pháp một cách bài bản và một cách sâu sắc nhất, thì Thầy khuyến khích quý Phật tử nên trở về chùa Phúc Minh để thực tập. Giống như là quý vị đã gạn lọc rất nhiều rồi, đã quyết tâm để có thể đi sâu trong giáo pháp á, thì Thầy thưa quý vị nên tìm về chùa Phúc Minh ở tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để quý vị được hàng ngày được thực tập, được tu tập dưới sự chỉ dạy của sư. Trong mùa Vu Lan năm nay, lát nữa đây quý vị sẽ được sư hướng dẫn cách thực tập thiền tuệ, tức là phương pháp để cho mình chấm dứt đoạn tận phiền não nha quý vị. Đoạn tận phiền não thì diễn nhiên cái gì mà nó cao sâu quá, màu nhiệm quá thì chắc chắn nó sẽ khó. Đó, cho nên là quý vị ráng cố gắng lắng nghe để quý vị lấy đó làm hành trang cho mình thực tập bây giờ và sau này. Và chính khi mình thực tập cho tốt, mình mới xứng đáng là cái người con tiếp nối cha mẹ mình. Cha mẹ mình sinh ra, mình là người có đạo đức, mình là người có từ tâm, mình là người có trí tuệ. Thì như vậy là mình đã trả ơn cho ba mẹ. Thì tối hôm nay á, thì sư sẽ thuyết chuyên về thiền để cho quý vị thực tập, cũng như nắm cái món quà pháp sư thực tập cho quý vị dùng, ứng dụng trong hiện tại này. Còn tối ngày mai á, thì từ 18 đến 19 giờ thì sư sẽ thuyết về công ơn cha mẹ. Và vào giờ phút này chúng con kính bạch sư, vào giờ phút này đạo tràng của chúng con, quý Phật tử cứ ngồi chắp tay thôi. Chúng con kính bạch sư, vào giờ phút này chư tăng và quý Phật tử chúng con tại chùa An Lạc, chúng con một lòng khát khao được học hỏi giáo pháp, và chúng con một lòng cung kính sư, mong sư hứa khả cho chúng con những sự chỉ dạy giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh sư khai pháp. Trước khi sư vào giảng pháp, xin mời quý thầy cùng toàn thể quý Phật tử cùng niệm Nam Mô Tát Sa 3 lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Do Sammang Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammang Sambuddhassa. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan
báo hiếu năm nay thì các Phật tử có về đây để nghe giảng Phật pháp. Thì hôm nay sư cũng từ Thái Bình về đây thì để chia sẻ một thời pháp thoại trong buổi tối hôm nay. Và cái bài pháp mà sư sẽ chia sẻ đến toàn thể quý Phật tử hôm nay có chủ đề là pháp thực hành thiền tuệ. Đấy là cái nội dung mà sư sẽ thuyết giảng đến trong buổi tối thời pháp hôm nay. Thì để mà có được trí tuệ thì mỗi người sẽ có những cái cách để phát triển trí tuệ khác nhau. Như theo những cái pháp phổ thông, thông thường ở đời, muốn có trí tuệ thì người ta sẽ học nhiều, tiếp thu nhiều, ghi nhớ nhiều cái kiến thức ở trên đời. Hay là đối với những người học Phật pháp cũng thế, thì có những người sẽ học rất nhiều Phật pháp, thì đó cũng là một cái pháp để phát triển tuệ, và đó được gọi là văn tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này không, chưa đi đến đoạn trừ được những phiền não, những cái vô minh, những cái tham ái và những cái chấp trước. Cho nên là cái pháp tuệ này là cái pháp thấp nhất trong cái pháp để phát triển trí tuệ trong đạo Phật. Có những cái pháp môn để phát triển cái trí tuệ thâm sâu hơn, như là một người có thể thực hành các cái pháp về thiền chỉ. Nếu như có thể chứng đắc được các cái tầng thiền định thâm sâu, vị ấy chuyên sâu về thiền định, vị ấy có thể đạt đến những cái thắng trí, những cái năng lực trí tuệ rất là cao thượng, như có thể thấy được những cái kiếp quá khứ, thấy được những cái đời tương lai, thấy được các cái thiên giới, thấy được các cái đọa xứ, hay là có thể thấy được, biết được cái tâm của người khác, nghe được những cái âm thanh như ở nơi xa, hay là có những cái năng lực thần thông vi diệu. Thì đấy cũng được gọi là một cái pháp trí tuệ cao thượng. Nhưng cái năng lực về trí tuệ ấy cũng không đi đến đoạn trừ được vô minh, không đoạn trừ được tham ái, không đoạn trừ được cái khổ đau sinh tử. Và một lúc nào đó cái năng lực đấy nó cũng bị mất đi, và nó lại trở lại cái vòng khổ đau trong luân hồi. Vậy cái pháp, cái năng lực trí tuệ đến cái mức cao siêu như vậy vẫn chưa phải là cái pháp cốt yếu, vẫn chưa phải là rốt ráo cứu cánh trong cái giáo pháp của Đức Phật. Và có một cái pháp môn có thể đạt đến cái trí tuệ tuyệt đối, giác ngộ đến chân lý, đạt được cái chân lý, giác ngộ ra được các sự thật, và cái trí tuệ có thể đoạn trừ được vô minh. Thì cái trí tuệ nó phải đối lập với vô minh, nó có thể diệt trừ được cái vô minh tăm tối. Đấy mới là cái trí tuệ thực sự trong giáo pháp của đạo Phật. Và cái trí tuệ này nó sẽ diệt trừ tất cả những cái tham ái, những cái chấp thủ ở trên đời. Và cái trí tuệ này có thể đưa đến chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì đó là những cái phương pháp thực hành, cái sự thực hành về thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana trong giáo pháp của Đức Phật. Và để mà thành tựu được cái pháp thiền này thì cần phải trải qua cái quá trình tu tập một cách tuần tự, có công phu, có bài bản. Và những cái bước để thực hành được những cái pháp thiền tuệ này có từ thấp đến cao, thì bao gồm có 16 cái tầng thiền tuệ. Thì thứ nhất là tuệ phân biệt ra được danh và sắc. Thứ hai là cái mức độ tuệ thứ hai là quán sát được cái duyên khởi. Mức tuệ thứ ba là thấy được cái tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Mức tuệ thứ tư là thấy được cái tính sinh diệt. Tuệ thứ năm là thấy được cái sự tan hoại. Tuệ thứ sáu là có được cái sự kinh cảm. Tuệ thứ bảy là thấy được cái sự hiểm nguy. Tuệ thứ tám là có được cái sự nhàm chán. Tuệ thứ chín là có cái tâm mong muốn được giải thoát. Tuệ thứ mười là có cái tâm giản trạch, tức là muốn tránh xa những cái hiểm nguy đó. Tuệ thứ 11 là hành xả. Tuệ thứ 12 là thuận thứ. Tuệ 13 là chuyển tộc. Tuệ 14 là tuệ đạo. Tuệ 15 là tuệ quả. Và tuệ 16 là tuệ phản khán. Đấy được gọi là 16 cái pháp hay 16 cái tầng thiền tuệ. Thì để mà
giải thích để mà giảng giải hết 16 cái tầng này thì rất là mất thời gian. Và trong cái bài giảng hôm nay, sư chỉ giảng một cách ngắn gọn, một cách vắn tắt để cho các hành giả, các Phật tử có thể có được một cái nhìn chung chung về cái quá trình tu tập, thực hành thiền tuệ, phát triển trí tuệ là cái con đường để đi đến cái sự giác ngộ giải thoát trong cái phương pháp thực hành thiền tuệ này. Thì cái phương pháp thứ nhất được gọi là tuệ phân biệt danh và sắc. Đây là cái tầng tuệ thấp nhất. Thì cái người mà muốn thực hành để mà có được cái tuệ, thấy được sắc, ở đây là thuộc tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất. Mà tại sao mình cần phải phát triển thiền tuệ? Là bởi vì là mình có những cái hiểu sai, có những cái lầm tưởng, có những cái ảo tưởng, hay là còn có những cái vô minh đối với những cái sắc thân của chính mình, cái sắc thân bên trong mình, cái sắc thân bên ngoài, hay là đối với cái thân nam uẩn bên trong bên ngoài mình. Vì mình có những cái hiểu sai, có những cái lầm tưởng đối với cái sắc thân này, nó là vô thường, mình tưởng nó là thường, nó là khổ, mình tưởng nó là lạc, nó là vô ngã, mình lại tưởng nó là có tự ngã, là ta, là của ta, tự ngã của ta, nó là bất tịnh mà mình lại tưởng nó là xinh đẹp. Chính vì vậy cho nên mình sinh ra cái sự tham ái đối với cái nội thân của mình, tham ái đối với cái ngoại thân ở bên ngoài, và có cái sự chấp thủ, chấp trước, cho rằng đây là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi. Chính vì cái sự chấp trước ấy cho nên mình tạo ra những cái nghiệp thiện ác, và một chúng sinh cứ như thế mà bị trôi nan ở trong luân hồi sinh tử. Và khi nào một cái người có thể thấy ra được các cái sự thật, giác ngộ ra được các cái sự thật ở trên cái thân năm uẩn của mình, thì lúc đấy mình sẽ giác ngộ ra được tất cả cái thế giới này. Và lúc đấy mình sẽ giải thoát ra khỏi cái vô minh, giải thoát ra khỏi cái tham ái, và giải thoát ra khỏi cái chấp thủ, và mình sẽ chấm dứt được khổ đau. Chính vì vậy cho nên mình cần phải hiểu và cần phải thực hành những cái pháp về thực hành thiền tuệ này thì mới đi đến chấm dứt khổ đau theo như cái giáo pháp của Đức Phật được. Thì ở cái pháp đầu tiên mà một cái người cần phải tuệ quán, cần phải tuệ chi, cần phải hiểu, cần phải liễu chi ra, đó là hiểu về cái sắc thân. Vậy thì cái người đấy mình cần phải thực hành cái pháp thiền tứ đại để hiểu ra được cái thân này là đất, cái thân này là nước, cái thân này là lửa, cái thân này là gió. Cho nên Đức Phật nói rằng với một cái người kẻ vô văn phàm phu, không yết kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không thuần thục, không tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, vì ấy nghĩ đến tự ngã và đối chiếu tự, để nghĩ đến địa đại, cho rằng địa đại này là tự ngã của ta, vì ấy tham ái đối với đất, nước, lửa, gió ở bên trong mình. Đấy là cái người không hiểu ra được cái thân này, nó là đất, nước, lửa, gió, cho nên sinh ra cái tham ái chấp thủ. Còn đối với một bậc đa văn thánh đệ tử thì có cái sự tuệ chi, liễu chi, cái địa đại là địa đại, cái hỏa đại, cái thủy đại, cái phong đại, tức là liễu chi, thấy ra được cái thân này là đất, nước, lửa, gió, cho nên vị ấy đoạn trừ được cái tham ái chấp thủ với cái thân này, cho nên vị ấy có thể đi đến chấm dứt khổ đau. Vậy thì để mình hiểu ra được cái thân tứ đại này thì nó có cái phương pháp thực hành thiền, đó là thiền tứ đại. Vậy thì đấy là cái cửa ngõ đầu tiên, cái bước đầu tiên mà một cái người có thể hiểu ra được cái sắc thân này. Vậy cái phương pháp thực hành ấy, đó là vì ấy phải hiểu ra được những cái đặc tính của đất. Cái thân của mình nó bao gồm có đất, nước, lửa, gió. Vậy thì đất ở đây mình có thể hiểu một cách chung chung, một cách tương đối, đó là những cái gì nó thuộc về tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá nách, phổi, ruột, màng, bụng, phân mật, bụng và những cái vật thức ăn vào, thì đó được gọi là đất, hay là những cái mật, đạm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, thì mình hiểu rằng đấy là nước. Còn những cái hơi nóng, hơi lạnh thì đấy là lửa. Còn những cái gió ở trong bụng, ở trong ruột, gió hơi thở vào ra, gió ở chân tay tứ chi nó đẩy đưa mình, thì đấy được gọi là gió.
Thì đấy là một hiểu một cách tương đối chung chung. Nhưng với một cái người mà có thể hiểu ra được như thế, mình cũng đã cảm thấy cái thân của mình nó tương đồng với lại những cái đất nước lửa gió ở bên ngoài. Mình cũng đã bớt đi cái tham ái chấp thủ rồi, nhưng nó chưa đạt đến cái trí tuệ tận cùng. Để đạt được trí tuệ tận cùng, mình phải thực hành chứng đắc được thiền tứ đại này. Thì cái phương pháp thực hành thứ nhất mà mình phải hiểu được là đất có 6 đặc tính. Nó có đặc tính cứng, nó có đặc tính là mềm, nó có cái đặc tính là thô, nó có đặc tính là mịn, nó có đặc tính là nặng, là nhẹ. Vậy cái đầu tiên mình phải hiểu ra được 6 cái đặc tính đấy ở trên thân. Vậy thì sự thực, nước thì nó có cái đặc tính là chảy và dính, lửa nó có đặc tính là nóng và lạnh, và gió thì nó có đặc tính là đẩy và nâng. Trong 12 cái đặc tính của đất nước lửa gió ấy, thì cái đặc tính đẩy của gió là nó dễ quan sát nhất. Vậy cho nên cái người thực hành thiền tuệ thì người ta sẽ quan sát cái tính đẩy của gió này đầu tiên. Và để thấy được cái tính đẩy của gió trên thân, người ta sẽ thực hành bằng cách ngồi thiền, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại và để ý hơi thở vào ra. Trong cái hơi thở vào ra ấy, mình sẽ thấy một là ở cái bụng của mình nó phồng lên và xẹp xuống. Và người ta sẽ thấy được cái tính phồng xẹp ở bụng ấy. Đấy là một cái đặc tính đẩy của gió, của phong đại. Và người ta cứ để tâm vào cái tính phồng xẹp đấy, người ta niệm là đẩy, 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 đẩy. Đấy là cách thứ nhất để thực hành ra được cái tính đẩy. Cái cách thứ hai, người ta có thể để tâm ở trên đỉnh đầu. Khi cái hơi thở nó đi vào, nó đi ra, nó sẽ có cái lực đẩy đẩy ở trên đỉnh đầu này. Và cái người ấy hướng tâm lên cái đỉnh đầu ấy và cảm nhận được cái tính đẩy ấy. Thì với một cái người nào đã từng thực hành một cái pháp thiền định như là thiền hơi thở, đã có kết quả như là đã chứng đắc rồi, thì cái vị ấy thực hành cái thiền tứ đại này rất dễ dàng. Còn với người nào mà chưa thực hành cái pháp thiền hơi thở này, thì để thực hành được thiền tứ đại này thì sẽ rất là khó, và cần phải có cái sự kiên trì, cần phải có cái công phu thực hành lâu dài mới thành tựu được. Khi mà mình để tâm trên đỉnh đầu hay trên bụng này, mình thấy được tính đẩy rồi, thì mình sẽ lan tỏa cái tính đẩy đó ra khắp toàn thân. Lúc đấy mình sẽ thấy được một cái đặc tính của gió. Và cái đặc tính của thứ hai của gió là cái tính nâng. Tức là gió nó có tính nâng, giống như là gió nó nâng con diều lên chẳng hạn. Thì một cái người ấy muốn cảm nhận được cái tính ấy, mình có thể hơi cúi cái nâng xuống, mình hơi đưa dựng cái nâng lên, mình sẽ cảm nhận được có một cái lực nó nâng lên. Thì cái lực đấy nó cũng là cái lực của gió. Và lúc đấy mình cảm nhận được cái lực ấy và sẽ ghi nhận nó là nâng nâng và cảm nhận nó ra khắp toàn thân. Thì đấy là người đấy hiểu ra được cái đặc tính của gió. Rồi vì ấy muốn hiểu ra đặc tính của đất thì nó có tính cứng, thì mình cắn hai hàm răng lại nhau và mình cảm nhận được cái tính cứng ấy, mình na nó ra khắp toàn thân. Và cái tính mềm ở trên thân, mình có thể lấy cái lưỡi ấn vào cái môi này, mình sẽ cảm nhận được cái tính mềm đó và mình cảm nhận nó khắp trên toàn thân. Cái tính của đất nó có cái tính thô và tính mịn. Tính thô thì mình, cái người ấy có thể lấy cái lưỡi chà vào cái đầu của cái răng của cái hàm trên, mình cảm nhận được đó là cái tính thô của đất. Và cái tính mịn thì cái người ấy có thể chà hai cái môi vào nhau và nó có cái tính trơn trơn mịn ở đấy, và đó là cái tính mịn. Nó có một cái tính nó đối lập nặng và có một tính nặng, tính nhẹ. Cái người mình hơi cúi đầu về phía trước, mình sẽ cảm nhận được cái tính nặng, và mình có thể vẫy vẫy cái ngón tay sẽ cảm được tính nhẹ. Đấy là những cái đặc tính của đất. Còn cái đặc tính của nước thì mình có thể cảm nhận nó có cái mồ hôi nó chảy trên người, hoặc nó có cái nước miếng nó chảy ở trong miếng, hoặc nước mắt, nước mũi. Mình nhớ lại những cái lúc mình có những cái nước ở trên người mình nó chảy, thì đấy là đặc tính của nước. Và cái đặc tính nó dính là cái da nó dính vào thịt. Nó giống như là mình lấy cái keo mình dán một cái tờ giấy này vào một cái tường, và mình sẽ cảm thấy có cái tính dính đó. Thì đấy là cái đặc tính của nước. Còn đặc tính của lửa là cái tính nóng và lạnh. Lúc ấy mình sẽ cảm nhận ở trên thân mình nó có một cái chỗ nào đấy nó có cái hơi ấm, thì mình để tâm vào đấy, mình cảm nhận cái tính nóng, rồi mình lan nó ra khắp toàn thân. Còn tính lạnh thì mình để tâm vào hơi thở, mình thấy hơi thở đi vào, nó có cái làn gió mát nó chạm vào cái cánh mũi, mình cảm nhận được. Khi cảm nhận được cả 12 đặc tính ấy thì mình sẽ niệm là đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, nước chảy dính, lửa nóng lạnh, gió đẩy nâng. Cứ niệm đi niệm lại 12 đặc tính ấy, vừa niệm đến khái niệm của nó, vừa cảm nhận thấy rõ cái đặc tính của nó ở trên khắp cái thân thể này. Làm đi làm lại như thế cho đến khi nó
thuần thục, cho đến khi nó có sự thấu hiểu, cho đến khi mà mình có thể tuệ chi rõ ràng 12 đặc tính ấy trên thân, và làm đi làm lại cho đến khi mình có thể cảm nhận được cả bốn cái đặc tính đất, nước, lửa, gió ấy trong một cái nhìn thoáng qua, thì lúc đấy dần dần tâm sẽ nhập vào định, tức là mình sẽ đắc được cận hành định của thiền tứ đại. Lúc ấy vị ấy sẽ thấy cái thân này như một cái khối trong suốt, và lúc đấy là vào được đến cận định. Khi vào được đến cận định rồi, vị ấy đưa cái tâm nhìn xuyên thấu vào trong thân thì sẽ thấy ra được những cái hạt vật chất nhỏ nhất, và lúc đấy mình sẽ thấy ra được gọi là cái sắc trần, hay còn gọi là cái sắc pháp Rupa Kanaba, trong thuật ngữ vi diệu pháp gọi đó là những hạt Rupa Kanaba ở trên thân này. Thì nó có những cái hạt sáng trong và có những cái hạt mờ, thì đấy được gọi là những cái hạt vật chất nhỏ nhất, hay là như khoa học thì gọi là những cái hạt nguyên tử nhỏ nhất mà mình có thể phân tích được bằng cái trí tuệ, bằng cái tuệ giác của mình. Và đó, cái đấy được gọi là sắc pháp. Cho nên là có cái câu rất là thông thường ở trong các chùa hay nói là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bởi vì những cái hạt sắc này nó luôn luôn sinh diệt liên tục. Và nó cứ có rồi nó lại diệt đi, nó có nó lại diệt đi, rồi nó lại sinh lên nó lại diệt đi. Vậy cho nên là khi tuệ quán, tuệ chi đặc nhiên như thế, mình mới hiểu được cái câu là sắc tức thị không. Còn bây giờ mình nhìn bằng cái con mắt thường, mình sẽ không nhìn thấy cái tính sinh diệt của nó, mà mình chỉ nhìn thấy cái sự tồn tại của nó mà thôi. Còn nhìn bằng con mắt tuệ thì mình mới thấy được cái tính đó. Và cái lúc đấy vì ấy sẽ phân tích ra những cái hạt sắc này ở trên khắp toàn thân mình. Như ở trên con mắt của mình sẽ thấy, phân tích ra ở trên đấy nó có những cái hạt sắc nó thuộc về nhãn tịnh sắc, tức là nó có đất, nước, lửa, gió, nó có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất, có sắc mạng căn, và nó có cái sự nhạy cảm đối với lại cái màu sắc mà mình nhìn thấy, thì đấy được gọi là nhãn tịnh sắc. Và cái nhãn tịnh sắc này cũng được gọi là cái sắc thần kinh, là cái nơi mà cái tâm thức, là cái nhãn thức nó an trú vào đấy, nó nương vào đấy, nó sinh khởi. Vì vậy cho nên một cái người khi phân tích ra được cái sắc này, mình sẽ hiểu ra được cái tâm lý, hiểu ra được cái trạng thái tâm, hiểu ra được cái vận hành, cái sinh khởi của tâm thức con người. Còn những cái mình hiểu trên những cái tâm lý của con người, cái tâm thức của con người bằng những cái tưởng tượng ở bên ngoài thì nó rất là khác xa với một cái người mà có thể hiểu bằng cái tuệ quán, tuệ giác này. Và khi mà một cái, trên cái con mắt này nó cũng có những cái sắc nó thuộc về thân tịnh sắc, cho nên khi có một cái vật gì đó mà nó bay vào mắt mình sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu, vì đó là cái sắc thần kinh thân, nó có cái sự đụng chạm đối với lại những cái vật chất và mình sẽ cảm thấy nó khó chịu hoặc dễ chịu ở đấy. Và trên cái con mắt này nó có cái sắc giới tính, vậy cho nên là cái mắt của người nam và của người nữ nó có cái giới tính nó phân biệt rõ ràng ở trên đấy, cho nên người ta nhìn vào con mắt người ta cũng biết được đây là người nam hay người nữ. Hay là ở trên cái con mắt này nó có cái sắc mạng căn, nó có cái sắc do tâm sinh, sắc thời tiết và sắc vật thực, thì nó đều vị ấy có thể đều có thể phân tích ra được ở trên con mắt nó có những cái loại thể, loại sắc pháp khác nhau như vậy. Thì đấy là thông qua cái quá trình thực hành cái thiền tứ đại thì mình mới hiểu ra được con mắt này nó không như là mình tưởng tượng này, mà trong đó nó có rất nhiều những cái thành phần, rất nhiều những cái thể loại vật chất khác nhau. Có những cái sắc ấy nó do cái nghiệp quá khứ nó sinh, đó là những cái nhãn tịnh sắc này, cái thân tịnh sắc, cái sắc giới tính, cái sắc mạng căn này là do những cái nghiệp quá khứ mà mình đã tạo. Cho nên bây giờ mình có cái con mắt nó sáng hay là nó mờ, nó tốt hay nó xấu là do những cái nghiệp ở quá khứ. Còn có những cái sắc do tâm sinh, và khi mình vui, mình nhìn vào con mắt mình sẽ biết là cái người đấy đang vui. Có cái con mắt nó cũng thể hiện ra được cái niềm vui, bởi vì nó tạo ra cái sắc do tâm sinh, nó sinh khởi ở trên con mắt đó. Khi mà một người có những cái nỗi buồn phiền, người ta nhìn vào con mắt người ta cũng biết là người đó đang buồn phiền, bởi vì cái tâm nó cũng thể hiện ở trên con mắt đó. Đấy được gọi là cái sắc do tâm sinh ở trên con mắt này. Và có những cái khi mình lo, mình đói, đôi khi nó cũng thể hiện trên con mắt.
khi mình đói thì mắt nó cũng mờ đi, nó cũng giảm cái cường độ sáng đi. Khi mình no bụng rồi, cái con mắt nó khác. Vậy đấy, nó gọi là sắc do vật thực sinh. Và thời tiết vậy, khi mình nóng, mình lạnh, nó cũng thể hiện trên cái con mắt đó. Vậy thì trên cái con mắt mình nó có nhiều cái thể loại sắc khác nhau. Và một cái người ấy khi tuệ tri, khi quán chiếu ra được cái sắc, những cái sắc đấy nó luôn luôn sinh diệt rồi, thì ấy mới thấy được con mắt này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà nó chỉ là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại mà thôi. Đấy, nó cũng như đất nước nửa gió ở bên ngoài, nhưng mà những cái nó ở bên ngoài thì mình không có chấp thủ, nhưng khi nó đi vào trong mình thông qua thức ăn, thông qua nước uống, thông qua hơi thở và thông qua những cái nhiệt độ mình có thể hấp thụ được, cái bốn đại ở bên ngoài nó trở vào, nó trở thành cái nội thân của mình, thì mình liền có tham ái, liền có cái chấp trước cho rằng đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Còn khi mình hiểu ra rồi, mình thực hành cái pháp thiền tuệ, thiền quán ra rồi, thì mình mới thấy ra được là những cái sự chấp trước của mình chỉ là ảo tưởng, chỉ là vô minh, chỉ là si mê, mê nầm mà thôi. Đấy là cái yếu tố của thiền tuệ, nó giúp cho mình thấy ra được các sự thật, nó giúp cho mình diệt trừ được phiền não, là như thế, là vì mình tuệ quán, tuệ trí ra được các sự thật. Rồi cũng tương tự như thế, vị ấy có thể phân tích những cái sắc pháp ấy ở trên tai của mình. Tai mình nó cũng có cái sắc giới tính, sắc thân, tịnh sắc, có sắc tâm sinh, thời tiết, vật thực sinh, có sắc mạng quyền. Và nó có một cái khác là nó có cái nhĩ tịnh sắc, là cái sắc mà nó có thể nghe được âm thanh, bởi vì nó có cái nhĩ thức nó trú ở đấy, cho nên mình mới nghe được âm thanh. Vậy đó là cái sắc thần kinh ở tai. Ở mũi của mình nó có cái, cũng có những cái sắc như vậy, nhưng mà nó có khác là nó có cái tỷ tịnh sắc, là cái mà là cái tỷ thức nó trú ở đấy để nó ngửi được mùi. Ở lưỡi mình thì nó có, cũng có những cái sắc như vậy, và nó có cái sắc là thiệt tịnh sắc, vì nó nếm được vị. Còn ở thân của mình thì nó có cái thân tịnh sắc, là nó có thể đụng chạm được bất cứ một cái vật gì nó đụng chạm ở trên cơ thể mình. Và ở trong trái tim của mình thì nó cũng có một cái loại sắc gọi là ý căn, gọi là cái sắc gọi là tâm cơ, gọi là cái sắc trái tim. Sắc trái tim thì nó nằm ở trong giữa quả tim của mình, nó có một cái lỗ hổng rất là nhỏ ở trong ấy, nó có một cái chứa đựng một cái giọt máu rất là ít ỏi, nhưng ở trong đó cái ý thức của mình nó sinh khởi. Như là những cái lúc mắt của mình không nhìn, tai mình không nghe, mũi mình không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân mình không có những cái cảm giác về những cái cảnh của các cái giác quan này, thì mình sẽ có những cái suy tư, những cái suy nghĩ. Thì những cái suy tư, những cái suy nghĩ đấy nó sinh khởi nên từ ở cái sắc trái tim này. Đấy được gọi là cái sắc trái tim. Nó sinh, và ở cái nơi đấy, những cái ý thức, những cái tâm thức của mình nó đều sinh khởi ở đấy. Vì vậy cho nên khi mà một cái người mình vui quá, đôi khi mình cũng cảm thấy nó đau ở tim, hay là mình nhìn thấy một cái gì đó mình sợ quá, mình thấy tim mình đập rộn lên, thì đấy là mình sẽ cảm nhận ra được là một cái sự gì đó nó kích động rất lớn vào trong tâm của mình, thì mình sẽ thấy trái tim của mình nó có cái sự rung động. Hay là một cái người mình lo lắng nhiều một cái chuyện gì đó, mình sẽ thấy nó đau tim. Hay là buồn phiền một cái chuyện gì đó, lâu ngày nó sinh ra bệnh tim, là bởi vì những cái ý thức đấy nó đều sinh khởi lên ở sắc trái tim. Vậy thì ở trong trái tim mình nó cũng sinh lên rất là nhiều những cái ý thức, những cái tâm thức khác nhau. Đấy là gọi là cái sắc trái tim. Vậy thì một cái người sẽ phân tích ra được ở trên sáu căn của mình nó có rất là nhiều những cái loại sắc khác nhau. Khi phân tích ra được các cái loại sắc khác nhau ấy rồi, thì lúc ấy mình sẽ phá vỡ đi được một cái vô minh, phá vỡ đi được một cái ảo tưởng, cho rằng là cái thân thể này nó có cái hình dáng là tốt đẹp như thế này hay như thế kia. Lúc đấy nó không còn cái sự phân biệt là cái thân này là đẹp hay xấu nữa, mà nó chỉ thấy tất cả những cái thân con người nó chỉ là đất nước nửa gió mà thôi, nó chỉ là những cái hạt sắc rupa kanapa, nó chỉ là những cái sắc nó luôn luôn sinh diệt ấy mà thôi, cho nên nó sẽ không còn tham ái đối với cái sắc thân này nữa. Thì cái vị ấy mình có thể phân biệt được tứ đại ở trong thân mình, mình cũng có thể phân biệt được tất cả những cái sắc pháp ấy ở thân người khác, cũng có thể phân biệt được sắc này ở tất cả những cái vật vô tri ở bên ngoài. Thì lúc đấy mình có thể phân biệt được cây cối, núi sông,
vàng bạc đất đá nhà cửa xe cộ vạn vật ở trên thế gian, thì khi tất cả những cái vật vô tri ở bên ngoài ấy khi được phân tích đất nước lửa gió, những cái đặc tính của tứ đại, mình hướng tâm đến những cái vật chất ấy, mình vừa hướng tâm đến vật chất, mình vừa phân tích cái đặc tính của tứ đại, thì mình sẽ thấy tất cả những cái vật chất ấy nó tan ra, nó biến thành những cái hạt sắc, và nó sẽ biến thành những cái hạt sắc, nó có đất nước lửa gió ở trong đấy. Và nó tất cả những cái vật vô tri ở bên ngoài, nó chỉ là sắc thời tiết mà thôi, nó chỉ là sắc do thời tiết sinh. Vậy thì những cái đất nước lửa gió này nó biến hình biến tướng, lúc thì nó là cái này, lúc thì nó là cái khác. Như là mình nhìn cái nhà cửa này, trông nó rất là đẹp, mình rất là ưa thích, nhưng khi phân tích ra thì nó chỉ là đất nước lửa gió, nó cũng giống như cái đất nước lửa gió bình thường khác, nhưng mà do cái sự nhào nặn, do cái sự biến đổi của thời tiết, của cái bàn tay con người mà nó biến từ cái tứ đại này nó thành tứ đại khác. Hay là những cái y áo mình đang mặc, những cái vật dụng, những cái đồ dùng của mình đang dùng này, thì cũng thế, nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà nó được chế tạo, biến từ cái vật chất này sang vật chất khác. Hay là tất cả những cái thứ khác như là tiền hay vàng bạc cũng thế, nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà do cái sự biến đổi, do cái sự chủ động của con người, hoặc là do cái sự tác động của thiên nhiên mà nó biến đổi từ cái này nó thành cái kia. Vậy thì nhưng chung quy lại nó cũng chỉ là tứ đại đất nước lửa gió là thôi. Vậy thì cái thân thể con người mình cũng thế, nó cũng chỉ là đất nước lửa gió, nhưng mà nó thông qua cái sự hấp thụ bằng cái sự ăn uống, bằng cái sự hấp thụ về hít thở, bằng cái sự hấp thụ về những cái hơi ấm ở bên ngoài, mà nó biến thành cái thân con người. Nó có người đẹp, người xấu, người nam, người nữ, người già, người trẻ, người Tây, người ta, đủ các loại người khác nhau. Nhưng mà khi mà quan sát bằng cái thiền tuệ, quan sát bằng cái thiền tứ đại ấy, thì tất cả những cái thân thể vật chất này, nhưng nó cũng chỉ là đất nước lửa gió mà thôi. Thì chính vì vậy cho nên với cái sự thực hành về thiền tứ đại, thì lúc đấy thì ấy sẽ thấy tất cả những cái vật chất ở bên trong của một chúng sinh hữu tình, hay là những cái vật chất vô tri ở bên ngoài, thì nó đều là đất, là nước, là lửa, là gió, và nó là những cái hạt sắc, là những hạt vi trần, luôn luôn sinh diệt như vậy. Chính vì vậy cho nên đấy là gọi là một cái sự giác ngộ sơ khởi đầu tiên, để diệt trừ đi được cái tưởng chi sai lầm, diệt trừ đi được cái tham ái, cái chấp thủ của con người đối với những cái sắc trần ở bên ngoài. Vì con người ta có cái tham ái đối với cái sắc trần rất là thâm sâu, đối với cái sắc thân và đối với những cái vật chất bên ngoài rất là mạnh mẽ. Nên là khi mà tuệ chi ra được cái tứ đại, cái sắc pháp rồi, thì nó sẽ diệt trừ đi được cái tham ái. Nhưng chỉ giác ngộ ra được cái sự thật về cái sắc thân này vẫn chưa đủ để giải thoát khỏi khổ đau, bởi vì cái tâm lý của con người nó còn có những cái chấp thủ, còn có những cái tham ái đối với những cái nó không thuộc về vật chất, mà đó là những cái nó thuộc về tinh thần. Mình còn tham ái với những cái nó thuộc về cảm thọ, tham ái những cái nó thuộc về tư tưởng, tham ái những cái nó thuộc về những cái hành động, tham ái những cái nó thuộc về những cái sự nhận thức. Vậy được gọi là ngũ thủ uẩn, chấp thủ vào năm uẩn. Vì vậy cho nên khi mà hiểu ra được cái sắc pháp rồi, thì vẫn phải thực hành cái pháp thiền là phân biệt ra được danh. Danh ở đây là phân biệt ra được các cái thể loại tâm khác nhau. Khi mà một người đã hiểu ra, đã phân biệt ra được sắc rồi, thì để phân biệt được danh nó lại rất là dễ, không khó nữa. Bởi vì tâm nó nương vào sắc này, nó sinh khởi. Như vậy, khi mà một cái người mình hiểu ra được cái tâm của mình nó sinh khởi như thế nào, thì mình sẽ trước tiên vì ấy cũng phải thực hành vào cái pháp thiền tứ đại, 12 đặc tính của đất nước lửa gió trên thân. Vì ấy vào được cận định của thiền tứ đại rồi, vì ấy mới đưa tâm lên con mắt, vì ấy phân tích ra được cái nhãn tịnh sắc rồi. Khi phân thấy ra được cái nhãn tịnh sắc, vì ấy mới nhìn vào một cái cảnh gì đó, như là nhìn vào màu của một cái hạt sắc khác, thì lúc ấy mới thấy được cái nộ tâm trên con mắt nó sinh khởi. Như con mắt mình nhìn thấy một cái cảnh sắc gì đó,
nó sẽ có một tiến trình tâm, nó sẽ có một cái lộ trình tâm, nó sinh khởi mà nó rất là nhanh. Mà một cái tâm mình không có định tĩnh, không an trú trong các tầng thiền, mình không hiểu về cái sự vận hành, về cái hoạt động của tâm lý ý thức này. Nhưng mà khi mà tuệ quán tư duy thiền quán, mình sẽ hiểu được cái sự sinh khởi vận hành của cái tâm lý ý thức của con người. Vậy thì cái vị đấy sẽ thấy rằng trong cái tâm của mình nó có những cái tâm nó như là ở một cái nội tâm, nó thuộc về nhãn thức. Thì khi mình nhìn một cái cảnh vật ở bên ngoài thì cái dòng tâm hộ kiếp, dòng tâm hữu phần là cái tâm mình đi tục sinh ấy. Tức là một cái con người bắt đầu có cái tâm thức từ khi vị đấy bắt đầu đi tục sinh vào bụng mẹ. Tức là khi mà mình đi đầu thai ở cái cõi đời này là bắt đầu do những cái nghiệp ở quá khứ nó thôi thúc. Khi mà có cha mẹ giao hợp cùng với có cái tâm thức đi thọ thai, lúc đấy cả ba cái đối tượng đấy cùng có mặt thì bắt đầu mới hình thành một cái thân thể, một cái mạng sống. Và cái tâm đầu tiên đi đầu thai được gọi là tâm tục sinh. Sau cái sát na tục sinh đấy thì được gọi là cái tâm hộ kiếp, tâm hữu phần. Những cái lúc mình ngủ thì là cái tâm của mình nó chìm vào cái dòng hữu phần hộ kiếp này. Và trong suốt cái kiếp sống của mình, cái tâm ấy nó luôn luôn tồn tại để nó duy trì, giữ gìn cái mạng sống của mình. Đấy được gọi là tâm hộ kiếp. Vậy thì trước khi mình nhìn một cái cảnh vật gì đó thì cái dòng tâm này nó sẽ dứt dòng, và sau đó nó mới khởi lên một cái nội tâm. Ví dụ như là mình nhìn một cái cảnh sắc ở bên ngoài bằng con mắt thì lúc ấy nó có một cái tâm nó hướng đến cái cảnh vật đấy, được gọi là cái hướng tâm, ngũ môn hướng tâm. Và khi con mắt mình thấy cái cảnh sắc đấy thì nó khởi lên một cái nội tâm, nó thuộc về nhãn thức. Và trong mỗi một cái nội tâm ấy nó có một cái tâm vương và các tâm sở. Ví dụ như là một cái tâm gọi là hướng đến cái đối tượng mà mình đang chuẩn bị tìm kiếm, đang chuẩn bị nhìn ấy, thì được gọi là hướng tâm. Nó cũng có tâm vương là thức, rồi nó có cái tâm sở là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giả. Thì đấy là những cái tâm sở đi kèm. Còn cái tâm thuộc về nhãn thức thì nó chỉ có 7 cái biến hành, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý nó sinh lên. Rồi sau đó thì nó sẽ có cái tâm là tâm tiếp nhận cái cảnh sắc đấy, gọi là tâm tiếp thâu. Rồi nó có cái tâm là suy xét cái cảnh đấy, rồi nó có cái tâm là xác định với cái cảnh đấy. Rồi sau đó nó có các cái tốc hành tâm nó khởi lên. Và sau đó nó có 2 cái tâm đăng ký, rồi nó lại chìm vào hữu phần. Thì cái con mắt của mình nó nhìn một cái cảnh sắc gì đó thì nó chỉ có một cái nhiệm vụ, đó là nhìn cái cảnh đấy thôi. Và sau đó cái ý thức của mình nó sẽ nhận, nó sẽ thu nhận cái cảnh đấy nặng. Rồi sau đó nó mới suy xét cái cảnh này là tốt hay xấu. Rồi sau đó nó mới xác định là cảnh này là cảnh tốt, cảnh này là cảnh khả ái. Thì cái tâm xác định ấy cũng gọi là cái tâm tác ý. Và cái tâm xác định ấy nó cũng gọi là cái tâm quyết đoán. Nó quyết định là nó sinh nên ưa thích hay chán ghét hay rực rưng đối với cái cảnh trần ở bên ngoài. Khi mà mình xác định là cái cảnh này là cảnh đẹp, khả ái, ưa thích thì nó sẽ khởi lên cái nội tâm tham ái đối với cảnh đấy. Tham ái ở đây thì nó có những cái tâm của cái tâm tham, nó có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý hay tầm tứ thắng giải. Nó có si vô tàm vô quý phóng dật tham tà kiến. Hoặc là mình nhìn vào cái cảnh sắc đấy, mình khởi lên cái sự so sánh là sắc của ta đẹp hơn của người kia, thì lúc ấy nó sẽ khởi lên cái tâm tham ngã mạn. Hoặc là mình nghĩ rằng mình cứ có cái so sánh mình với người khác bất cứ một cái lĩnh vực gì thì cái tâm ngã mạn nó khởi lên. Hay là mình thấy cái cảnh này là mình không ưa thích thì cái tâm sân hận nó khởi lên. Hay là mình hiểu đúng một cái cảnh đấy, mình thấy cái cảnh gì đó ở trước mắt mình mà mình hiểu đúng bản chất của nó, mình hiểu rằng đây là cái cảnh này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Hay là mình thấy một cái cảnh gì đó, mình nhận biết đúng cái sự thật của cái cảnh đấy, không bị tà kiến, tức là nhìn nhận đúng, không bị mê lầm, thì nó sinh lên những cái tâm thiện. Và khi mà nó sinh lên những cái tâm bất thiện thì nó để lại cái nghiệp bất thiện. Khi nó sinh lên những cái tâm thiện thì nó để lại cái nghiệp thiện. Vậy thì khi mà có cái cảnh gì đi vào mắt mình mà mình ưa thích thì nó sinh lên tâm tham, mình chán ghét thì nó sinh lên tâm sân. Hay một cái người, một cái cảnh đấy mà mình không có cái sự hiểu biết rõ ràng, nó nơ mơ, nó hoài nghi, không biết là đúng hay sai, tốt hay xấu, thì đó là si hoài nghi.
hoặc là mình thấy cái cảnh đó một cách mơ hồ, phóng dật, mình không có chăm chú rõ ràng, thì đó là gọi là tâm si phóng dật. Vậy cho nên vì ấy có thể phân tích ra được những cái tâm như là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, hay là những cái tâm thuộc về tâm thiện ở dục giới, có những cái tâm đại thiện. Vậy thì có những cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó sinh lên là do khi mình các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh trần, và mình tác ý mình hiểu đúng hay hiểu sai về các cái cảnh ấy mà nó sinh lên tâm thiện hay tâm bất thiện. Với một cái người có cái sự hiểu biết được như vậy thì khi các căn của mình tiếp xúc với các cảnh trần, mình luôn luôn có cái như lý tác ý, hoặc là tức là mình có luôn luôn có cái sự hiểu biết đúng. Ví dụ mình nhìn thấy một cái nhà hay quần áo, những cái vật dụng mà mình thường hay có cái tâm ưa thích ấy, thì mình biết rằng nếu như mình khởi lên cái tâm ưa thích, nó sẽ sinh ra cái tâm tham ái, nó sinh ra cái tâm chấp trước. Còn mình khởi lên cái tâm chán ghét, nó sinh ra cái tâm sân hận. Vậy mình hãy hiểu đúng cái cảnh đấy, mình quán rằng những cái cảnh vật này là đất nước lửa gió, những cái mà vật chất mà mình có thể nhìn thấy, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên những cái nội tâm thiện kết hợp với trí tuệ. Vậy thì muốn phát triển được trí tuệ, cái người ấy cũng có thể luôn luôn có cái sự như lý tác ý như vậy. Mình nhìn thấy nhà cửa, đất đai, sông núi, đất trời, mình luôn luôn biết rằng nó là đất nước lửa gió mà thôi, thì đó là thiện tâm hợp trí tuệ. Và hay là mình luôn luôn hiểu về cái tính là nó luôn có cái tính sinh diệt, nó là giả tạm, nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã, nó là bất tịnh. Khi mà mình tác ý như vậy thì tất cả những cái tâm mà nó khởi lên nó đều là những cái tâm thiện. Còn nếu như mình tác ý theo cái lẽ thông thường, đó là mình nghĩ rằng nó đẹp hay nó xấu, thì mình nó sẽ khởi lên tâm tham hoặc tâm sân, thì đó là những tâm bất thiện. Thì đấy là cái tâm của con người, ở trên con mắt nó là như vậy, mà tai mũi lưỡi thân ý nó cũng tương tự như thế. Vậy cho nên khi các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, nó tùy theo cái sự tác ý của mình mà nó khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện. Vậy thì trong cái sự thực hành thiền tuệ mới phân tích ra được các cái tâm và các tâm sở và các tiến trình và các cái nguyên nhân nó sinh lên những cái nội tâm ấy. Vì ấy mới hiểu ra được tại sao có lúc mình sinh lên tâm tham, tại sao có lúc mình sinh lên tâm sân, tại sao có lúc mình sinh lên tâm si, tại sao có lúc mình khởi lên tâm thiện và tâm bất thiện. Nguyên nhân từ đâu mà nó sinh lên là nguyên nhân từ những cái vấn đề, từ những cái tác ý ấy. Thì những cái nội trình tâm nó sinh lên như vậy, thì mình có thể có một cái ví dụ để hiểu ra cái nội trình tâm. Đó là cái ví dụ của một trái xoài. Như là một cái người đang nằm ngủ ở dưới gốc cây xoài, thì có một trái xoài rơi xuống. Vị đó giật mình, tỉnh dậy, nhìn xung quanh và vị đó thấy trái xoài. Cái này nó được ví dụ cho như là bình thường cái tâm của mình nó không thấy, nó không có cảnh gì thì nó chìm ở trong hữu phần. Khi mà có một cái cảnh vật gì đó nó đi vào trong các cái căn của mình, như con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái nội tâm thuộc cái căn đấy, và mình sẽ hướng cái tâm đến đối tượng. Như là một cái người mà mình giật mình tỉnh dậy, là lúc đấy cái nội tâm như ở các căn này nó sinh khởi, và mình hướng tâm đến cái đối tượng đó, thì lúc đấy được gọi cho là cái người đấy tỉnh dậy và đi tìm xem cái gì nó vừa mới rơi xuống người mình. Và khi đấy vị đó nhìn thấy trái xoài, giống như là cái nội tâm nó thuộc về nhãn thức nó sinh khởi lên. Rồi vị đó nhặt trái xoài lên, vị đó suy xét là nó có ăn được hay không. Vị đó mới thấy rằng trái xoài này ngon, vị đó ăn được, và vị đó ăn 7 miếng hết cái trái xoài đó. Nó còn sót lại một chút ở hạt, thì vị đó cắn thêm 2 miếng nữa là hết, rồi vị đó lại nằm ngủ. Thì cái này nó tương tự cho cái nội trình tâm của con người. Khi mà mình thấy một cái cảnh vật gì đó, mình sẽ tiếp nhận cái cảnh đó lại, tiếp nhận cảnh đó lại, rồi mình suy xét cái cảnh đó xem nó là tốt hay xấu, có nợ hay có hại, và mình tiếp nhận nó hay là mình tránh xa nó, đáng yêu hay nó đáng ghét. Đấy là cái sự suy xét. Sau đó mình mới xác định rằng cái cảnh này là cảnh tốt, cảnh đáng khả ái, thì mình sinh lên tham ái với cảnh đó. Rồi hoặc là mình xác định là cái này không tốt, không có lợi ích, thì mình tức giận với cảnh đó. Hoặc mình xác định cái cảnh này nó chỉ là những cái vật chất đất nước lửa gió, mình thản nhiên với cái cảnh đó, cho nên là mình hiểu đúng cái cảnh đó.
Vậy thì cái tâm thiện hay tâm bất thiện của mình nó khởi lên là do cái ý thức của mình, là do cái sự suy xét của mình, là do cái sự hiểu biết của mình. Với một cái người nào có học Phật Pháp thì mình sẽ nhìn nhận mọi cái cảnh trần ở bên ngoài theo cái giáo pháp của Đức Phật, cho nên nó thường hay khởi lên những cái tâm thiện. Còn với một cái người mà mình không có cái kiến thức về Phật Pháp, mình suy nghĩ theo cái thông thường ở thế gian, yêu và ghét, cho nên nó hay khởi lên những tâm bất thiện như là tham ái hay sân hận. Vậy nên là cái người nào càng có cái kiến thức về Phật Pháp thì mình sẽ càng có nhiều những cái thiện tâm hợp trí tuệ. Nhưng để mà có được cái trí tuệ hiểu thật sự về cái thân và cái tâm của mình thì mình cần phải thông qua cái sự thực hành những cái pháp thiền tuệ, thiền quán này, mình mới hiểu ra được cái tâm thức của con người. Khi hiểu ra được cả ở trên mắt của mình nó cũng thế, ở tai nó cũng tương tự như ở mắt như vậy, nhưng đó là nghe âm thanh. Ở mũi nó cũng, nội tâm nó cũng tương tự như vậy, đó là ngửi hương. Ở lưỡi cũng vậy, ở thân và ở trong trái tim của mình thì đó là cái ý thức của mình, nó cũng sinh khởi lên. Thì ở trong cái ý thức thì nó khác với ở năm cái nội trên, đó là nó chỉ khởi lên một cái ý môn hướng tâm. Khi mình nghĩ lại một cái cảnh mà mình đã từng thấy, bất cứ một cái cảnh gì nó đập vào con mắt thì nó cũng đập vào trong ý thức. Vậy cho nên mình sẽ nhớ lại những cái gì mình đã từng thấy bằng mắt, mình có thể nhớ lại được những cái gì mình đã từng nghe ở tai, mình nhớ lại được những gì mình đã ngửi ở mũi, mình nhớ lại được những cái gì mình đã nếm ở lưỡi, mình nhớ lại được cái gì nó đã xúc chạm ở trên thân, thì cái đấy được gọi là ý, ý môn, hay cái đấy nó được gọi là cái pháp, cái cảnh pháp gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, thì cái đấy được gọi là cái tâm nó thuộc về cái pháp giới, hay là thuộc về ý thức của mình, nó luôn luôn có thể tưởng nhớ lại được những cái cảnh mà nó đã trải nghiệm qua, và những cái ý thức ấy nó sinh lên ở trong sắc trái tim của mình, và nó chỉ khởi lên một cái ý môn hướng tâm rồi nó xác định cái cảnh đấy là tốt hay xấu, rồi nó khởi lên những cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Vậy thì khi mình nhớ lại những cái cảnh ấy, nó cũng tùy theo cái nhận thức của mình đúng hay sai mà nó khởi lên những cái tâm tốt xấu khác nhau. Khi mà một cái người có thể phân tích ra được những cái tâm và các tâm sở như vậy thì nó sẽ phá vỡ đi được một cái ảo tưởng, nó sẽ phá vỡ đi được một cái vô minh, nó sẽ phá vỡ đi được một cái hiểu sai của con người về cái tâm thức, và nó diệt trừ đi được cái tư tưởng rằng có cái linh hồn an trú trong thân thể này. Bởi vì thông thường cái lẽ thường ở thế gian, người ta nghĩ rằng là có một cái linh hồn nó an trú ở trong cái thân này, và khi chết rồi cái linh hồn ấy nó đi ra khỏi cái thân này và nó tồn tại ở một cái thế giới âm phủ ấy, và người ta tôn thờ cái linh hồn ấy, người ta nghĩ rằng cái linh hồn ấy có những cái năng lực thần thông, thần thánh, thần quyền gì đó, có thể phù hộ độ trì được cho những người ở dương trần này, hay là có thể ăn uống, có thể sử dụng được những cái vật chất như nhà cửa, vàng bạc bằng những cái giấy tiền vàng mã, cho nên người ta có những cái nghi lễ để tế lễ các cái cô hồn, nhất là trong cái dịp rằm tháng 7 này. Người ta luôn luôn gọi là cái tháng cô hồn, người ta nghĩ là cái cô hồn là cái linh hồn đi ra khỏi thể xác, thì đấy là một cái tà kiến, đấy là một cái tà trí. Và khi mà một cái người phân tích hiểu ra được cái tâm thức nó sinh khởi ở trong cái các cái căn, các cái giác quan trên thân thể con người rồi, thì lúc đấy vị ấy mới phá vỡ được cái ảo tưởng về linh hồn, phá vỡ đi được cái ảo tưởng về một cái chuỗi tâm tương tục, mà vị ấy luôn luôn hiểu rằng cái tâm nó sinh khởi nên nó luôn luôn có những cái lộ trình tâm sinh diệt, cái này sinh rồi nó diệt đi, rồi cái sau nó sinh lên và nó diệt đi, nó tùy theo cái nhân duyên mà nó sinh lên và nó diệt đi. Cho nên là các pháp nó sinh ra nó có cái nguyên nhân nó sinh khởi như vậy. Và vị ấy cũng có thể phân tích ra được các cái tâm nó thuộc về dục giới, các cái tâm nó thuộc về sắc giới, vô sắc giới, và những cái tâm nó thuộc về siêu thế. Nếu như vị ấy thực hành cái pháp thiền thì tuệ chi tuệ quán được như vậy mới được gọi là cái tầng tuệ thứ nhất trong cái 16 cái tầng tuệ ấy. Mà cái tầng tuệ này nó rất là quan trọng, khi hiểu được ra như vậy thì mới gọi là cái người có chánh chi kiến trong bát chánh đạo. Một cái người nào đó mà mình nghĩ rằng mình đang thực hành bát chánh đạo, nhưng nếu như mình chưa tuệ chi ra được cái sắc tứ đạo, chưa thấy được tâm và các tâm sở, chưa thấy được cái sự tiến trình hoạt động của tâm này, thì chưa đạt đến bát chánh đạo, tức là mình chưa có được cái chánh kiến
trong bát chánh đạo chưa có được cái pháp để thấy ra được các sự thật, tức là vẫn còn sống bằng niềm tin. Trước giờ mình luôn luôn tin rằng có con đường đi đến giác ngộ, chứ mình chưa thực sự giác ngộ ra cái gì cả. Còn khi mình phân tích ra được danh và sắc rồi thì mình đã giác ngộ ra được một sự thật trong bốn sự thật, đó là giác ngộ ra được cái khổ đế. Mình sẽ thấy được luôn là cái thân này nó luôn luôn sinh diệt, cái tâm nó luôn luôn sinh diệt. Cái sinh diệt như vậy cho nên nó vô thường, vì vô thường nên nó là khổ, vì khổ cho nên nó là vô ngã. Đấy là cái bước đầu tiên. Nhưng nếu như mà mình dù mình có phân tích ra được cái pháp này chưa đủ đi đến giác ngộ, chưa đoạn được cái tham ái hoàn toàn, mà mình còn phải hiểu được những nguyên nhân nào nó dẫn đến mình có cái thân năm uẩn này, có cái danh sắc này, có cái thân tâm này, từ đâu mà ra. Vậy cho nên là mới gọi là khi một cái người giác ngộ là giác ngộ về các sự thật về khổ, về các cái nhân sinh ra khổ, mới đoạn trừ được các cái nhân sinh ra khổ ấy thì mới chấm dứt được khổ đau. Vậy thì khi mình hiểu được về danh sắc là mình thấy được khổ, nhưng mình còn phải tìm ra cái nguyên nhân nào nó sinh ra cái danh sắc này nữa, gọi là cái nhân sinh ra khổ, là cái bước thứ hai mình cần phải tuệ tri, tuệ quán và thực hành. Thì để mà có được cái thân, cái sắc thân và cái những cái thọ tưởng hành thức hay những cái tâm này thì nó có thì mình muốn biết được nó từ đâu. Thì vì đấy mình khởi lên một cái hoài nghi, ta từ đâu mà đến đây và ta sẽ đi về đâu. Hay mình khởi lên cái hoài nghi, ta có mặt ở trong đời quá khứ hay không có mặt ở trong đời quá khứ. Ta có mặt ở trong đời quá khứ như thế nào? Trước đây ta là gì? Ta có mặt như thế nào trong đời quá khứ? Như vậy mình có mặt ở trong đời tương lai hay không? Khi mình quán được cái danh sắc này rồi, mình sẽ nương vào một cái phiền não luôn. Đó là mình khởi lên một cái vô minh tham ái chấp thủ. Ví dụ như khi mình đảnh lễ Đức Phật, mình khởi lên một cái tư tưởng là cầu mong cho kiếp sau tôi trở lại làm người, được sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp trí tuệ. Mình khởi lên một cái tư tưởng như vậy thì cái hành động lễ Phật đấy là nghiệp thiện, và khởi lên cái tư tưởng mong được kiếp sau được làm người đấy là vô minh, là tham ái, là chấp thủ. Thì lúc đấy nó khởi lên cái nội tâm tham tà kiến, mình nương vào cái phiền não luôn về tham tà kiến ấy, tham vô minh tham ái chấp thủ đấy, đi ngược về đời quá khứ. Mình sẽ đi ngược lại được đến cái quá khứ một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước. Rồi dần dần vì ấy sẽ thấy được cái thời điểm mình bắt đầu đầu sinh, bắt đầu đầu thai, tái sinh ra cái kiếp sống này. Và khi lúc đấy mình sẽ muốn hiểu là tại sao ta có cái kiếp sống này, cái nghiệp gì, cái nguyên nhân gì mà mình có cái thân này. Thì lúc đấy cái tâm của mình nó đi xuyên được về kiếp trước, và mình sẽ thấy được cái kiếp trước đó mình có hình dáng như thế nào. Mình ở cái cõi nào, mình là con người hay là chư thiên hay là một cái loài nào mình tái sinh về đây. Và mình sẽ thấy được cái nghiệp gì mình đã tạo ở trong quá khứ, nó khiến cho mình tái sinh lại làm người. Và lúc đấy mình sẽ thấy được cái bản thân của mình ở trong cái kiếp quá khứ đó. Và mình sẽ thấy được những cái nghiệp mà mình đã làm để nó tái sinh lại làm người này. Tức là mình thấy được cái nghiệp cận tử của kiếp trước. Lúc đấy mình cũng sẽ thấy được những cái phát nguyện ở trong kiếp trước, tức là mình thấy được cái vô minh tham ái chấp thủ ở kiếp trước và những cái hành động tạo nghiệp ở trong những cái kiếp trước, cho nên mình mới có cái sắc thân này, mới có cái thọ tưởng hành thức ở hiện tại này. Vậy thì lúc đấy mình mới có cái niềm tin tuyệt đối rằng là có cái đời quá khứ, có cái đời hiện tại và có cái đời tương lai, có cái nghiệp và có cái quả của nghiệp. Mình biết rằng vì kiếp trước mình đã tạo những cái nghiệp như là bố thí hay là kính lễ, hay là tạo ra những cái nghiệp về giữ giới, hay là tạo ra cái nghiệp về nghe pháp, tức là một cái thiện nghiệp nào đấy, nó mới khiến cho mình được sinh lại làm người ở cái kiếp sống này. Và mình sẽ quán ra được cái nhân quả như vậy, có cái nhân quá khứ cho nên nó có cái quả hiện tại, do cái nhân hiện tại cho nên nó có cái quả tương lai. Vì vậy có thể sẽ phân tích ra được do cái vô minh có mặt cho nên là những cái hành động nó mới có mặt, do những cái hành động tạo nghiệp ở quá khứ đấy cho nên nó mới có cái thân này, là thức, là danh sắc, là sáu xứ, là sáu căn là sáu xứ, là xúc thọ ở trong cái kiếp sống hiện tại này. Rồi do có cái tham ái ở cái đời sống hiện tại này cho nên nó có chấp thủ, do có cái chấp thủ đấy cho nên nó có cái nghiệp hữu, do có nghiệp hữu cho nên nó có tái sinh, do có tái sinh thì có già, có chết, có sầu bi khổ ưu não ở tương lai. Vậy thì qua cái pháp quán về nhân duyên, mình sẽ quán được cả quá khứ, cả hiện tại và tương lai.
tức là quán được cả những kiếp ở quá khứ, kiếp hiện tại, và mình cũng sẽ quán được tương lai chết ở cái đời này mình sẽ sinh về đâu. Đấy là cái pháp quán về pháp duyên khởi, gọi là quán 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên danh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ yêu não. Quán bằng những cái danh sắc chân đế. Khi mình đã phân biệt được danh sắc rồi thì mình quán 12 cái chi duyên khởi ấy bằng những cái pháp chân đế, và mình sẽ quán xuân xuyết được như vậy. Cũng như vậy, vì ấy có thể hướng tâm về một cái kiếp sống quá khứ thứ nhất xong rồi, mình cũng có thể hướng tâm về đến kiếp sống quá khứ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nó tùy theo cái định lực của mỗi người. Cái người nào có cái định mạnh thâm sâu thì có thể quán được rất nhiều các kiếp sống quá khứ, và mình sẽ thấy những kiếp ấy, có những kiếp mình sinh ở cõi người, nhưng cũng có kiếp mình sinh ở cõi chư thiên, ở cõi phạm thiên, hoặc là mình có những kiếp mình sinh ở cái cõi địa ngục, ngã quỷ hay súc sinh. Nó tùy theo cái nghiệp thiện ác ở cái thời điểm cận tử ấy. Nếu như cái tâm của mình nó cứ bắt vào một cái thiện nghiệp thì mình sẽ sinh về cõi này, mà cái tâm của mình nó bắt vào một cái ác nghiệp thì sẽ tái sinh về cõi khổ đau. Khi mà quán được cái pháp duyên khởi, cái pháp nhân duyên như vậy rồi, mình mới đoạn trừ được cái hoài nghi về nhân quả, về nghiệp báo. Lúc đấy mình mới có một cái niềm tin như thật rằng có nhân, có quả, có nghiệp và quả của nghiệp. Những cái thiện nghiệp, những cái hành động thiện về thân khẩu ý của mình, nó sẽ để lại cái quả báo an vui ở trong những cái kiếp tái sinh tương lai. Còn những cái hành động bất thiện về thân khẩu ý của mình, nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau, như là tái sinh vào các đọa xứ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh ở trong tương lai. Đấy là lúc đấy không cái sự mình không còn cái trí tuệ tuệ chi về nghiệp và quả của nghiệp, nó rõ ràng, nó mới đoạn trừ được hoài nghi. Còn nếu như mình chưa có tuệ chi được cái pháp duyên khởi ấy, mình cũng tin là có nhân quả, mình cũng tin rằng nó có kiếp trước kiếp sau, thông qua cái pháp học, thông qua những cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mình chỉ dừng lại trên cái niềm tin đấy thôi. Vì cái niềm tin ấy cho nên cũng có lúc nó sẽ bị mất đi. Có lúc thì mình tin, có lúc thì lâu ngày mình không nghe pháp, cái niềm tin nó sẽ giảm bớt và nó sẽ mất đi. Nhưng khi mà một người đã tuệ quán, đã thấy được nhân quả, thấy được nghiệp và quả của nghiệp rồi, thì cái niềm tin đấy nó sẽ không bao giờ mất đi nữa. Và suốt cái kiếp sống này không bao giờ mình còn mất niềm tin vào nhân quả, không bao giờ còn mất niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Mình sẽ có cái sự tin tưởng tuyệt đối là nó có nhân quả, có nghiệp báo. Vậy cho nên cái người đấy mới tránh xa những cái ác nghiệp một cách tuyệt đối, và mới tích cực làm những cái thiện nghiệp mà mình không dám nơ nạ, không dám tạo ác nghiệp nữa. Chỉ khi mình tuệ chi ra được nhân quả nghiệp báo này thì đó là gọi là cái pháp thứ hai, là đoạn được cái hoài nghi nhờ cái pháp quán nhân duyên. Đấy cũng là cái pháp mình thấy được các nhân sinh ra khổ, thấy được những nguyên nhân sinh ra cái danh sắc, cái thân tâm này. Và đấy mới là cái tuệ, tầng tuệ thứ hai mà thôi. Và đến cái tầng tuệ thứ ba là vì ấy quán ra được cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã trên thân và trên tâm. Thì lúc ấy vì ấy khi thấy ra được cái danh, cái sắc này ấy, nó không đứng yên mà nó luôn luôn dao động, nó luôn luôn thay đổi. Cái sắc này nó cứ sinh lên một cái, rồi nó có cái sự tiến triển, tức là nó có cái sự lớn lên, nó có cái già đi và nó có cái hoại diệt. Cho nên cái sắc này nó có cái sát na này, sinh trụ hoại diệt. Đấy là ở cái sắc thân. Còn ở cái tâm thì nó chỉ có ba sát na, đó là nó sinh, một sát na trụ và một sát na diệt. Và cái tâm này nó sinh diệt gấp nhanh gấp 17 lần sắc. Tức là cái tâm của mình nó rất là linh hoạt, nó sinh diệt rất là nhanh. Còn cái sắc của mình nó chậm chạp hơn. Vì vậy cho nên là cái sắc thân của mình nó sẽ chậm chạp hơn. Là cái thân, cái sắc thân này nó sinh diệt một cách chậm chạp hơn là cái tâm thức. Nó chậm chạp, cái tâm thức nó nhanh nhẹn hơn gấp 17 lần. Và lúc đấy mình sẽ thấy ra được cái tính gọi là sinh diệt ấy. Thì mình mới hiểu ra được cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó trên danh sắc này. Và khi mình cứ quan sát cái sự vô thường, khổ, vô ngã ấy, thì mình sẽ diệt trừ đi được cái tà kiến cho rằng là mọi thứ trên đời này nó có sự tồn tại, nó là thường. Mình sẽ diệt trừ đi được cái tà kiến cho rằng mọi thứ trên đời này là nạt. Ví dụ như mình nghĩ rằng nếu như mình có cái sắc thân khả ái này, mình sẽ hạnh phúc lắm. Mình nghĩ rằng mình
có những cái tài sản vật chất, mình sẽ hạnh phúc lắm, mình nghĩ rằng mình có danh vọng, có chức quyền, mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng thực ra mình càng có nhiều thì mình càng khổ nhiều, bởi vì tất cả những cái sắc thân này nó đẹp nhưng rồi nó cũng sẽ già đi và nó sẽ chết đi. Vậy khi mà mình đạt được ở trong cái lúc mà nó khả ái ấy, cái hạnh phúc ấy nó không khổ đau bằng cái lúc mình bị mất đi. Nhưng bây giờ ai mà cho mình một cái vật chất gì đó rất là đẹp, mình sẽ rất là hạnh phúc, nhưng mà đến một lúc nào đó cái vật chất ấy nó bị mất đi thì mình sẽ khổ đau, và cái khổ đau ấy nó sẽ mạnh hơn là cái hạnh phúc mà mình đạt được. Cái khổ đau do mình mất đi ấy nó lớn hơn là cái hạnh phúc mà mình khi mình đạt được. Như vậy tất cả mọi cái vật chất trên đời nó luôn luôn có cái tính vô thường ấy, hủy diệt ấy, nó có, cho nên nó là khổ. Vì khổ cho nên nó không phải mình không làm chủ được nó, cái thân tâm mình còn không làm chủ được, mình không thể làm cho cái thân mình già mãi không trẻ mãi không già, khỏe mãi không có ốm đau và sống mãi không chết. Vậy cái thân này mình cũng không phải là của mình, vì mình không có quyền gì với nó, mình không làm chủ được nó. Vật chất khác ở bên ngoài cũng vậy. Vậy thì mình mới hiểu ra được quán cái vô thường khổ vô ngã, để mình diệt ra được, mình phá đi được cái tà kiến cho rằng nó có thường, có nạn, có ngã và có tịnh, thấy rằng mọi cái nó là bất tịnh, chứ nó không thanh tịnh như mình tưởng, như mình nghĩ. Cho nên nó đã đè nén, nó lại chế ngự cái ảo tưởng, nó chế ngự cái tham ái, nó chế ngự cái chấp thủ ở một cái mức độ cao hơn. Thì cái pháp đấy được gọi là cái mức, cái tầng tuệ thứ ba, đó là quán về tam tướng vô thường khổ vô ngã. Rồi sau đó vì ấy lại quán liên tục về cái tính sinh diệt. Mình sẽ quán là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ, già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Tức là mình sẽ quán về cái tính sinh diệt ấy. Rồi trong khi quán tính sinh nên và diệt đi của danh sắc này, mình cũng thấy nó là vô thường khổ vô ngã. Thì đấy được gọi là cái tầng tuệ thứ tư, gọi là tính sinh diệt. Nên Đức Phật gọi là ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Thì đây chính là cái ý nghĩa ấy. Ý nghĩa là một cái người thấy ra được cái pháp sinh diệt ấy thì mình mới thật sự là có cái trí tuệ, mới thật sự là có cái sự nhàm chán, mới thật sự là có cái sự ni tham. Còn nếu mình chưa thấy được cái tính sinh diệt thì mình sẽ coi rằng mọi thứ nó, mình sẽ coi rằng mạng sống mình còn lâu dài lắm, mọi thứ ở trên thế gian nó khả ái lắm, mình còn tham muốn nhiều lắm, mình còn muốn tích trữ, mình còn muốn vơ vào nhiều thứ, chưa muốn buông xả cái gì cả, cho nên mình sẽ còn luân hồi, còn khổ đau lâu dài. Còn thấy được tính sinh diệt ấy thì mới có được cái nhàm chán ni tham. Và tiếp tục quán nữa thì mình sẽ không, thì cái vị ấy sẽ quán luôn luôn là cái tính nó diệt đi mà không nhìn thấy nó sinh lên nữa, mà chỉ nhìn thấy cái diệt đi thôi. Thì đấy được, và luôn luôn quán rằng cái sắc này, sắc thân tứ đại này nó diệt đi, nó là vô thường của vô ngã. Cái thọ tưởng hành thức, cái tâm này nó diệt đi nên nó là vô thường của vô ngã. Đó gọi là cái tuệ tan hoại đó, gọi là cái tuệ thứ năm đó. Trong khi quán những cái đấy, mình cũng luôn luôn đi kèm theo với cái trí tuệ để thấy được cái thân tâm này nó là vô thường, là khổ, là vô ngã trong cái sự sinh và hoại diệt này. Như là một cái người, khi mình thấy một cái người sinh ra thì mình rất là hoan hỉ, mình sẽ tổ chức những cái lễ sinh nhật, sẽ chúc mừng, sẽ chúc tụng, sẽ tặng quà cho nhau. Nhưng khi mà mình nhìn thấy một cái người chết đi, mình sẽ cảm thấy kinh cảm, cảm thấy ghê sợ, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an. Nhưng mà mình không nghĩ rằng cái chết đấy một ngày nào đó nó sẽ đến với mình. Còn cái người mà quán cái tuệ sinh diệt này, là thấy cái chết này không phải là 10 năm, 20 năm sau, mà nó đang chết liên tục ở trong mình này. Tức là cái sắc thân của mình này, nó chết liên tục, tức là nó sinh lên nhưng lại chết đi. Cái thọ tưởng hành thức, cái tâm của mình, nó chết liên tục, nó sinh ra, nó chết đi. Vậy cho nên là cái ngày, cái ta của ngày hôm qua, cái bản thân mình của ngày hôm qua, nó không phải là cái bản thân mình của ngày hôm nay. Vì cái ngày hôm qua nó đã sinh lên và nó đã chết đi rồi. Cái bản thân mình của ngày hôm nay, nó không phải là bản thân mình của ngày mai. Bởi vì cái ngày hôm nay nó sinh lên, nó chết đi rồi, ngày mai nó sinh lên và nó lại chết đi tiếp tục. Nó cứ luôn tục sinh lên và chết đi, liên tục như vậy. Và cái tuệ quán này nó sẽ cho mình thấy cái chết nó diễn ra liên tục, chứ không phải bây giờ đến một lúc nào đó mình chấm dứt cái mạng sống này,
nó mới là chết, mà nó đang chết trong từng sát na, chết trong từng giây phút, chết trong từng khoảnh khắc. Như là một cái nhà này, mình xây, mới xây nên mình thấy nó rất là mới, nó rất là kiên cố, vững chắc. Nhưng mà bên trong nó đang hoại diệt dần dần. Nó không phải là 100 năm sau nó đổ sụp xuống, lúc đấy nó mới hoại diệt. Nó không phải nó hoại diệt trong cái khoảnh khắc đấy, mà nó hoại diệt ngay từ cái lúc mình mới xây nên. Mình mới xây nên, nhưng mà bên trong nó vẫn luôn luôn có cái sự mục nát, nó luôn luôn có cái sự hủy hoại. Cũng như vậy trong thân của mình, không phải là 7, 8, 90 tuổi hay 100 tuổi, lúc ấy mình vào trong quan tài rồi, mình mới là chết. Mà ngay trong cái lúc sinh ra, cái lúc vừa mới chào đời, cái lúc vừa mới đi đầu thai ấy, nó đã có cái chết hiện hữu rồi. Nó đã có cái già, cái chết, nó luôn luôn hiện hữu. Nhưng bằng cái con mắt thường mình không nhìn thấy điều đó. Nhưng bằng cái tuệ giác, bằng cái tuệ quán, mình mới thấy được cái điều đó. Là thấy ra được cái chết nó diễn ra liên tục, cái hoại diệt nó diễn ra liên tục ở trong cái thân này. Và lúc đấy nó sinh nên một cái tuệ nữa, đó là tuệ kinh cảm. Nó là sự kinh úy. Và cái đấy gọi là cái tuệ thứ sáu là cái tuệ kinh úy. Và từ cái sự kinh úy đấy, vì mình thấy ra được cái nguy hiểm của cái danh sắc này. Nó rất là nguy hiểm chứ nó không an toàn, nó không vững vàng, nó không như là mình tưởng. Và đấy được gọi là cái tuệ nguy hiểm, hiểm nguy. Rồi mình từ cái đấy mà mình sinh ra cái sự nhàm chán đối với lại cái thân tâm này, thì đó được gọi là cái tuệ thứ 8, nhàm chán. Rồi từ cái tuệ nhàm chán nó sinh ra cái tự muốn được giải thoát. Nó thấy được cái thân tâm này không phải là cái chỗ mà mình có thể nương tựa, nó không vững vàng, nó không an vui như mình tưởng, và mình muốn giải thoát khỏi nó, thì đấy được gọi là tuệ giải thoát. Rồi cái tuệ mà nó co rút lại cái sự tham ái, nó dừng lại cái sự tham ái đấy, nó gọi là cái sự giảm trạch, nó giảm bớt đi những cái sự ưa thích đối với lại cái sắc thân. Rồi lúc ấy mình sẽ tìm ra cái con đường nào để giải thoát, thì mình cần phải lấy lại cái sự bình tĩnh để đi đến cái sự giải thoát, thì đó gọi là tuệ hành xả. Tuệ hành xả là cái tuệ thứ 11. Rồi sau đó mình mới thấy ra được cái tính vô thường, khổ vô ngã của nó. Vậy và mình chấp nhận cái sự vô thường ấy, chấp nhận cái khổ ấy, chấp nhận cái ngã, cái vô ngã ấy, đấy là sự thật. Và mình khi mình thuận theo cái sự thật ấy, mình thể nhập với sự thật ấy, thì đấy được gọi là thuận thứ, tức là mình thuận theo với chân lý, thuận theo với sự thật. Rồi sau đó thì mình mới tìm ra một cái gì đó nó bất tử, tìm ra được những cái pháp nó đi đến cái sự bất tử. Vì mình thấy ra được cái, để mình thấy ra được có một cái gì đó nó có cái vô thường thì nó phải có cái chân thường, nó phải có cái, nó có cái khổ đau thì nó có phải có cái sự giải thoát khổ đau. Và cái vị đấy mới bước ra khỏi cái sự vô minh, tham ái, chấp thủ này, thì nó sẽ đạt đến cái pháp bất tử, nó sẽ thấy được niết bàn, và nó sẽ bước qua khỏi cái đạo nộ của cái tâm vô minh, tham ái, và nó đạt đến cái trí tuệ thể nhập, thì đó gọi là tuệ chuyển tộc. Rồi nó đến cái tuệ đạo là nó thấy được cái pháp bất tử, nó đoạn trừ được những phiền não. Thì cho nên Đức Phật mới nói rằng ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử chẳng bằng thấy sống một ngày thấy được pháp bất tử. Thì cái pháp bất tử đó chính là thấy được niết bàn. Niết bàn là một cái trạng thái bất sinh bất diệt, là cái pháp vô vi, nó không có cái sinh nên và nó không có cái diệt di, nó không có cái sự khổ đau, nó không có sinh già bệnh chết, nó không có sầu bi khổ ưu não. Và vị ấy chứng đắc được niết bàn bằng cái đạo tâm giác ngộ ấy, giác ngộ ra các sự thật ấy, và vị ấy trú ở trong niết bàn ấy, được gọi là đạo quả. Vậy cho nên một cái người tu tập trong giáo pháp của Đức Phật thì người ta hay thường chúc tụng nhau là chúc cho quý vị tu chứng đắc được đạo quả. Thì cái đạo quả là nó ở thế, chứng đắc được cái đạo, đạo là nó đoạn trừ được cái phiền não, nó thấy được cái pháp bất tử. Quả là cái quả vị niết bàn mà nó có thể an trú được ở trong đấy, nó có thể trải nghiệm được cái sự giải thoát ấy. Và sau đó thì nó có cái tuệ phản kháng để nó thấy lại được, nó thấy lại được cái đạo quả mà mình đã chứng ngộ, nó thấy lại được cái phiền não mà mình đã diệt trừ, và nó thấy lại được cái phiền não gì chưa được diệt trừ, cái con đường ấy đã rốt ráo hay chưa rốt ráo, còn phải tu tiếp hay không cần phải tu tập nữa. Thì đấy được gọi là cái tuệ phản kháng,
Vậy thì đấy được gọi là cái tuệ cuối cùng trong cái pháp thực hành thiền tuệ. Nó sẽ diễn ra từ thấp đến cao, từ cái bước đầu tiên cho đến cái là phân biệt ra được cái danh sắc tứ đại và cái tâm tâm sở này, cho đến khi mình đoạn trừ được những cái phiền não, mình giác ngộ ra được các cái sự thật về khổ, về nguyên nhân sinh ra khổ, về sự chấm dứt khổ. Thì khi nào mình thấy đến được cái đạo quả, thấy được cái pháp bất tử, thấy được niết bàn ấy, thì mới gọi là chứng được cái diệt đế, là diệt được vô minh, tham ái, chấp thủ, diệt được những cái phiền não tương ứng. Và cái quá trình tu tập ấy thì được gọi là đạo đế, là cái con đường mình cần phải tu tập. Vậy thì đấy là mình giác ngộ ra được bốn sự thật nhờ sự thực hành thiền tuệ, thiền quán. Và lúc đấy nó sẽ có một cái nhìn nhận khác hoàn toàn với khi mà một người chưa có cái sự giác ngộ. Khi mà chưa có sự giác ngộ nó sẽ khác với khi mà mình tu tập đạt được cái sự giác ngộ. Nó có cái sự nhìn nhận khác về chính cái thân tâm này, chứ nó không phải là nó giác ngộ là nó có cái năng lực mầu nhiệm cao siêu gì, mà cái sự giác ngộ đấy là hiểu rõ về cái thân tâm của mình và thân tâm của người khác, cũng như những cái vật gì nó thuộc về vật chất, những cái gì nó thuộc về ý thức, về tinh thần, mình hiểu đúng cái sự thật của nó thì đó được gọi là giác ngộ. Thì cái này mình có thể lấy một cái ví dụ để mình hiểu ra được cái lúc mê và lúc ngộ nó khác nhau như thế nào. Ví dụ như là một cái người này làm một cái nghề đi đánh lưới để bắt những cái con cá ở dưới sông chẳng hạn. Khi mà vị ấy thả lưới xuống và vị ấy để vị ấy bắt cá, thì vị ấy thấy lưới động, vị ấy rất là mừng rỡ, vị ấy đưa tay xuống dưới, vị ấy nắm được vào một cái con vật vị tưởng là con cá, vị ấy rất là ưa thích nó. Và khi vị ấy nhấc lên khỏi mặt nước, vị ấy thấy nó là con rắn, chứ nó không phải là con cá, thì vị ấy rất là sợ hãi. Cũng như thế, khi mà một cái người chưa thấy ra được các sự thật thì mình tưởng rằng cái danh, cái thân, cái tâm này nó đáng yêu lắm, và mình tham ái với cái thân này, mình cho rằng đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng khi mình nhận ra được cái sự thật rằng cái thân này nó là đất nước nửa gió, nó là tâm tâm sở, nó luôn luôn sinh diệt, nó là vô thường, khổ, vô ngã rồi, thì cái lúc đấy mình sẽ, vì ấy sẽ thấy rất là nhàm chán, rất là kinh sợ, và có cái tâm là muốn giải thoát, muốn từ bỏ, muốn chấm dứt cái thân sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não này. Thì nhận thức ra được những cái sự thật đấy, đấy là cái trí tuệ. Như vậy khi mà một cái người ấy nhận thức ra được cái mà mình đang nắm ở trong tay này rất là nguy hiểm, nó là con rắn, nó có thể cắn chết mình, và vị ấy sợ hãi, kinh sợ và quẳng nó đi và chạy khỏi cái chỗ nguy hiểm ấy đến cái nơi an toàn để được giải thoát. Như vậy một cái người thấy được cái sự sinh già bệnh chết nó không phải một đời này, mà nó đã diễn ra vô lượng kiếp, vô lượng đời, vô lượng kiếp rồi, và nó luôn luôn sinh ra rồi già rồi chết đi, cứ sinh già bệnh chết như vậy, không biết từ bao giờ cái khởi đầu của nó là không thể thấy được, và mình cứ luôn luôn đi tái sinh, rồi mình lại chết đi, rồi lại đi tái sinh và chết đi, cứ như vậy thì mình sẽ cảm thấy nó rất là đáng sợ, nó rất là nhàm chán, và mình mới biết rằng cái con đường đi đến giải thoát cái thân sinh tử này, giải thoát khỏi cái khổ đau sinh tử này thì mới thật sự là an vui, và cái thấy ra được các sự thật thì mình sẽ giải thoát được khỏi cái sự tham ái chấp trước đối với cái sinh già bệnh chết này. Thì đấy là cái pháp bất tử mà mình sẽ đạt được. Hay là một cái ví dụ thứ hai là một cái người nam tử này có lấy được một cái cô vợ rất là khả ái, và cái người nam này rất là yêu quý cái cô vợ của mình. Nhưng rồi vị này nhận ra rằng cái cô vợ của mình cứ đến đêm đêm lại đi ra nghĩa trang, và vị đó không hiểu làm cái gì, vị đó đi theo, vị đó mới phát hiện ra rằng cái cô vợ của mình rất là khả ái ấy là một con quỷ dạ xoa, ngày nào cũng ra nghĩa trang và ăn xác chết, sau đó lại trở về nằm bên mình, và vị ấy lại ôm ấp cái người vợ yêu quý ấy. Khi chưa hiểu ra được cái sự thật thì vị ấy cảm thấy rất là yêu quý cái cô gái là dạ xoa này, nhưng khi hiểu ra rồi thì vị đó rất là ghê sợ, vị đó muốn thoát, vị đó muốn chạy đi, và vị đó muốn giải thoát khỏi cái sự nguy hiểm ấy, vì vị ấy nghĩ rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành
cái miếng ăn, cái mồi ngon cho cái con dạ xoa này. Cũng như vậy, khi mình chưa hiểu ra được cái thân này là đất nước lửa gió, mình chưa hiểu ra được cái tính vô thường, cái khổ, cái vô ngã trên cái thân năm uẩn này, thì mình mới có cái tham ái, mình mới có cái chấp thủ, mình mới có cái sự chấp trước với cái thân tâm này. Nhưng khi mà một cái người hiểu ra được cái tính vô thường, cái tính sinh diệt, cái tính vô khổ, vô ngã ấy rồi, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là kinh sợ cái sinh tử này, cái thân sinh tử, cái thân sinh giả bệnh chết. Và lúc ấy mình muốn được giải thoát, mình muốn được chứng ngộ niết bàn để chấm dứt cái vòng sinh tử này. Như vậy, vậy một cái người thực hành cái pháp thiền tuệ, thiền quán là để nhận thức ra được cái sự thật về cái thân tâm này, để mình trở nên sự kinh sợ nhàm chán đối với cái thân sinh già bệnh chết, thì đó được gọi là giác ngộ ra các cái sự thật, và đó được gọi là giải thoát. Khi mình hiểu ra được như vậy rồi thì nó sẽ đi đến giải thoát, là mình sẽ thấy được một cái pháp bất tử, thấy được một cái pháp rất là an ổn, thấy được một cái pháp bất sinh bất tử, đó chính là niết bàn. Niết bàn là cái không còn sinh già bệnh chết, không còn sinh diệt, không có sự vô thường, không có cái sự khổ vô ngã ấy nữa. Vậy thì chỉ khi nào chứng đạt được niết bàn, chứng đắc được niết bàn, chứng ngộ được niết bàn thì mới chấm dứt khổ đau. Và cái con đường để đi đến chứng đạt, để đi đến chứng ngộ, để đi đến chứng đắc niết bàn là phải thông qua cái pháp thực hành, những cái pháp thiền quán tuần tự từ thấp đến cao. Với một cái người nào mà mình có cái trí tuệ mạnh, khi mình thấy cái thân năm uẩn này nó là vô ngã, mình sẽ thấy nó là vô ngã và mình sẽ chứng ngộ được niết bàn, thì cái người ấy được gọi là không giải thoát, tức là giải thoát vào cái cửa không, hay là cái vị ấy thấy ra được cái sự vô ngã trên cái thân này và đi đến niết bàn. Hay là có những người vì có cái lòng tin mạnh, khi mình quán vô thường khổ vô ngã trên thân tâm này, mình sẽ giác ngộ, thấy được cái niết bàn bằng cái sự vô thường, tức là ngộ ra các cái chân lý, các sự thật thông qua cái pháp quán vô thường này. Ngoài là có những người do có cái định tâm mạnh, thì mình quán vô thường khổ vô ngã, mình sẽ thấy được niết bàn ấy bằng cái sự khổ, khi mà quán chiếu về cái khổ và mình đi đến đoạn trừ vô minh tham ái chấp thủ và chứng ngộ niết bàn. Cho nên trong pháp của Đức Phật có ba cửa đi đến niết bàn ấy, đó là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô nguyện, đó là gọi là vô thường khổ vô ngã. Thì đấy cũng gọi là tam pháp ấn, là ba cái cửa đi đến niết bàn ấy, là ba cái con đường đi đến cái sự giác ngộ ấy. Chứ vậy thì cái sự ấn chứng của cái sự chứng ngộ, của cái sự giải thoát là như thế. Như một cái người nào nói rằng cái vị đó giác ngộ, nhưng vị đó không biết được mình giác ngộ cái gì, thì đấy không phải là sự giác ngộ, mà cái sự giác ngộ nó là một cái quá trình để phát triển cái tuệ giác của mình, nó từ thấp đến cao. Và cho đến khi nào mình đoạn trừ được những tà kiến, đoạn trừ được cái vô minh, đoạn trừ được cái tham ái, đoạn trừ được cái chấp thủ ấy, thì ấy là cái sự giác ngộ. Thì đấy là trong cái giáo pháp, cái pháp thực hành về thiền tuệ để đi đến cái giác ngộ niết bàn. Và nó sẽ trải qua cái quá trình tuần tự như thế. Và với một cái người mà mình muốn có đạt được cái trí tuệ ấy, thì mình cần phải có cái công phu thực hành thiền tập một cách tuần tự. Trong cái bài giảng hôm nay, vị sư chỉ nói một cách ngắn gọn và vắn tắt. Còn khi cái sự thực hành, trong cái quá trình thực hành, mình sẽ phải thực hành có cái sự chi tiết hơn, có cái mức độ tuần tự và rõ ràng hơn. Và để mà phân tích, để mà tuệ quán ra được những cái pháp chân đế về tâm tâm sở, về sắc pháp, về niết bàn ấy, thì nhất định mình phải đạt được một trong ba cái mức định. Đó là một là mình xuất ra khỏi một cái tầng thiền nào đấy, tức là mình có thể là thực hành thiền hơi thở, khi vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi mình xuất ra khỏi cái tứ thiền ấy, rồi mình sẽ phân biệt ra được cái sắc thân tứ đại và tâm tâm sở này. Hoặc là mình phải thực hành thiền tứ đại cho đến khi vào được đến cận hành định của thiền tứ đại, thì mình sẽ phân biệt ra được các cái sắc pháp, danh pháp, và quán được cái pháp nhân duyên, và thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã ấy. Và trong cái lúc mà mình đang phân tích ra cái sắc ấy, phân tích ra cái tâm tâm sở ấy, thì lúc đấy là cái tuệ minh sát của mình nó đi kèm với cái sát na định. Vậy thì
những cái định ấy nó đều có cái tác dụng là nó chế ngự năm triền cái. Tức là vậy thì một người nào mà trong tâm của mình còn năm triền cái thì mình sẽ không tuệ quán, không thể thấy ra được các cái pháp chân đế này. Vậy mình cần phải có cái chánh niệm tỉnh giác, phải thực hành một cái pháp thiền nào đó trong những cái pháp thiền tứ niệm xứ. Khi chánh niệm tỉnh giác ấy nó đạt đến cái mức độ viên mãn, nó chế ngự được năm triền cái để mình đạt được cái an chỉ định hoặc mình đạt được cận hành định, rồi sau đó mình mới thực hành được cái tuệ quán này, mình mới quán ra được tâm tâm sở này, mới quán ra được cái pháp duyên khởi, mới quán ra được sự vô thường khổ vô ngã, mới giác ngộ ra được các sự thật, hay là mình mới có thể chứng đắc được cái đạo quả niết bàn, đi đến giải thoát, đi đến chấm dứt khổ đau này. Thì đấy là cái nội dung, cái ý nghĩa của cái bài pháp mà tối hôm nay sư chia sẻ đến toàn thể quý vị về tham dự khóa tu tập trong mùa Vu Lan báo hiếu ở chùa An Lạc. Dạ. Con thay mặt cho đại chúng niệm ơn sư. Bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì hỏi sư không? Thầy biết là bài pháp này khó dữ lắm, phải không? Đó, những hạt giống giác ngộ rớt vô trong tâm mình, một hạt giống giác ngộ. Tất cả những gì sư giảng á, quý vị phải ngồi xuống tu thì quý vị mới với lại có cái bài bản nền nếp á. Nhưng mà đây là những giáo pháp mà cao sâu nhất của Phật pháp. Giơ tay lên giùm thầy đi chị. Dạ rồi. Đem xuống giùm thầy, chị giơ tay lên cho thầy. Rồi. Chị nói to lên đi chị, đỡ tốn thời gian của đại chúng. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành niệm ơn sư và thầy trụ trì cho chúng con một cái buổi pháp thật là hỷ lạc. Hồi nãy thầy có giảng nói là mình quán niệm cơ thể mình là đất nước giáo lửa, thì thầy phân tích thì rất kỹ, thì con cũng có thể hiểu được. Nhưng mà mọi cảnh vật xung quanh đều đất nước gió lửa thì con chưa có hiểu được. Ví dụ như cái tảng đá thì mình quán như thế nào, hay là cái lá thì mình quán như thế nào để mình hiểu ra được đó là đất nước gió lửa. Dạ con xin hết ạ. Trong cái sự thực hành thiền tứ đại sẽ có cái pháp để mình quán những cái vật vô tri ở bên ngoài. Thì đầu tiên là mình sẽ phân tích cái đất nước lửa gió trên mình bằng những cái đặc tính là cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, nước chảy dính, lửa nóng lạnh, gió đẩy và nâng. Rồi sau đó mình nan cái sự phân tích đó ra cái quần áo của mình đang mặc, tức là những cái vật rất là gần mình nhá. Mình nan cái sự phân tích đất nước lửa gió đó, đất nó có tính cứng thô nặng mềm mịn nhẹ đó, nước chảy dính, lửa nóng lạnh, gió đẩy nâng ở trên cái y này, trên cái quần áo mình đang mặc ấy, thì cái quần áo nó sẽ tan ra và nó sẽ thành các cái hạt sắc, và nó là sắc thời tiết. Nó có đất nước lửa gió màu mùi vị dương chất. Rồi sau đó mình nan ra sàn nhà, dù những cái sàn đấy bằng đá hay bằng bê tông hay bằng cái gì cũng được, rồi mình cũng quán 12 đặc tính đó, đất nước lửa gió ấy, thì cái sàn nhà đấy nó cũng tan ra, nó thành những cái hạt sắc. Rồi sau đó mình phân tích cái nhà này, mình bằng cái ánh sáng của trí tuệ mình nhìn chung cả cái nhà, mình cũng phân tích 12 đặc tính đấy để nó cũng tan ra, nó thành các hạt sắc. Rồi sau đó mình nan ra xa hơn, mình phân tích cả một cái núi đá hay là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất ấy, thì nhà cửa núi sông cây cối ở gần ở xa khắp cả thế gian này, những cái gì nó thuộc về vật chất vô tri nó cũng sẽ tan ra. Trong cái trí của mình, trong cái ánh sáng trí tuệ của mình, những cái vật chất ấy nó sẽ tan ra và nó sẽ thành những cái hạt sắc, và mình sẽ phân tích trên cái hạt sắc đó, mình thấy ra được những cái hạt sắc đó nó là tứ đại đất nước lửa gió. Đấy là cứ như thế mà phân tích đi khắp mọi nơi, cả những cái mình phân tích những cái tứ đại ở trên thân người khác hay là trên những vật vô tri khác, thì cái gì cũng phân tích được hết, không có cái gì nó không phân tích được.
Dạ, dạ, chúng con niệm ơn sư ạ. Dạ. Dạ rồi, thầy mời Phật tử tiếp ạ. Dạ rồi, đưa mic vô. Dạ, rồi đây ạ. Dạ. Rồi chuẩn bị một cái mic phía dưới nữa ạ. Dạ. Rồi mời bạn đưa cái mic xuống phía dưới đi. Phía dưới kia có cái mic sẵn. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bạch sư, dạ cho con hỏi một câu ạ. Trong 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì cái tâm ngã mạn của mình nó sẽ đi theo những cái tâm vương nào, và cách làm sao để mà chế ngự cái tâm ngã mạn đó? Bởi vì trong cái cuộc sống hàng ngày của con, một khi cái tâm ngã mạn nó khởi lên á, tích tắc thôi là con nhận biết cái đó là ngã mạn rồi, cái đó là bất thiện, là không tốt. Nhưng mà vì nó xảy ra một cách quá nhanh, mình không thể nào mình chặn nó được. Bây giờ con muốn hỏi sư là có cách nào để mình chuyển nó, để mình ngăn chặn cái tâm ngã mạn nó xảy ra như thế nào không ạ? Cái tâm ngã mạn đấy nó khởi lên khi mình so sánh mình với người khác. Như là mình khi mình nhìn vào cái sắc của mình nghĩ rằng sắc của ta đẹp hơn của người kia, thì đó là gọi là ngã mạn. Hoặc là mình nghĩ rằng mình xấu hơn người kia, thì đó gọi là ti liệt mạn. Hoặc là mình nghĩ mình bằng người khác, thì đó cũng là ngã mạn. Tức là cái ngã mạn là khi mình khởi lên cái tâm so sánh mình với người khác, thì cái nội ấy nó thuộc về tâm tham, nhưng là tham ngã mạn. Nó có những cái tâm sở của ngã mạn nó đi kèm, như tâm si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, và nó có cái tâm ngã mạn. Đôi khi cái tâm ngã mạn ấy nó khởi lên một cách chủ động, đôi khi nó khởi lên một cách do thụ động, do người khác xúi dục. Vậy cho nên là cái 8 cái tâm tham ấy thì nó có 4 cái tâm nó đi với tà kiến, và là 4 cái tâm nó đi với cái ngã mạn này. Và khi phân tích thì mình sẽ quán được ra nó, và khi mình hiểu rằng vì mình có so sánh nó mới khởi lên tâm ngã mạn. Khi mình không so sánh nữa thì nó không khởi lên ngã mạn. Mà cái pháp để diệt trừ được cái so sánh ấy, mình có thể quán cái thân này là đất nước lửa gió, nó cũng sẽ diệt trừ đi cái ngã mạn. Mình sẽ quán cái thân này là bất tịnh, là cái pháp 32 thể trược. Thì lúc ấy mình thấy cái thân thể nó bất tịnh như nhau, mình và người cũng bất tịnh như nhau, thì nó hết ngã mạn. Hoặc là mình quán về cái sự chết, mình quán mình là cái xác chết, người khác như cái xác chết, vì đó nó sẽ diễn ra ở tương lai, mọi người đi đến cái chết như nhau mà. Thì lúc ấy nó cũng diệt trừ đi được cái ngã mạn. Và đặc biệt là cái người nào phân tích ra được danh sắc này, thấy ra được cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, thì nó mới diệt trừ mà ngã mạn hoàn toàn. Thì mình quán vô thường ấy, thấy nó sinh diệt đi liên tục, thì mình không còn ngã mạn nữa. Và lúc đấy nó mới thật sự là diệt trừ được ngã mạn. Quán được cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, quán ra được cái tuệ sinh diệt đấy, thì nó mới diệt trừ được ngã mạn hoàn toàn tuyệt đối. Còn những cái pháp khác thì nó chế ngự ngã mạn một cách tạm thời thôi. Hàng ngày mình luôn luôn tác ý về cái thân này là đất nước lửa gió, là những cái thân bất tịnh, thì nó cũng giảm bớt đi cái ngã mạn, nhưng nó không hết tuyệt đối được. Chỉ khi nào mình thực hành được thiền tuệ, thấy ra được cái thân sinh diệt này, nó mới hết cái ngã mạn đó tuyệt đối được. Mà chỉ có bậc A-la-hán mới tuyệt đối hết ngã mạn. Chứ còn đến ngay một bậc hữu học như là bất nai vẫn còn một chút ngã mạn. Nên là mình có chút ngã mạn cũng đừng lo, cứ tu tập để dần dần nó mới hết được. Dạ, con xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, con dạ, con xin phép được hỏi sư hai câu ạ. Câu thứ nhất đấy là khi sư có nhắc đến cái năm truyền cái, thì cụ thể năm truyền cái đấy là gì ạ? Và cái câu hỏi thứ hai là trong cuộc sống hàng ngày của mình chẳng hạn, ví dụ cái mình có cái tâm mong muốn là được giúp đỡ người khác, nhưng mà mình không làm được cái điều đấy, thì mình có một cái sự mâu thuẫn đấy là cái lòng tham để muốn chia sẻ, thì đấy có phải là sự tham lam không? Cảm ơn sư. Đầu tiên là năm triền cái đó là tâm tham dục, cái tâm sân hận, cái tâm hôn trầm thụy miên, cái tâm trạo hối và tâm hoài nghi. Thì những cái tâm này được gọi là triền cái bởi vì nó ngăn che cái trí tuệ của mình, nó ngăn che những, nó làm cho tâm ô nhiễm và nó khởi lên hàng ngày hàng giờ liên tục. Vậy thì cái quá trình thực hành thiền mình phải gột rửa được năm cái triền cái này. Khi mình đắc được các cái tầng thiền định thì nó chế ngự được năm triền cái này. Cái năm triền cái này nó nắng xuống thì sau đó mình mới thực hành được thiền quán. Cho nên là cái năm triền cái này luôn luôn được nhắc đến trong cái quá trình tu tập, đó là mình phải diệt trừ nó bằng những cái tác ý về cái bất lợi, về cái nguy hiểm của năm triền cái ấy, để mà giảm bớt nó đi. Rồi khi nào thực hành thiền tuệ nó mới đoạn trừ được nó hoàn toàn. Còn cái tâm mà mình mong muốn giúp đỡ người khác, đó là tâm từ nhé.
thì đó là tốt, cái tâm đấy thì tâm tốt. Nhưng khi mà mình không làm được cái việc đấy, mình mâu thuẫn, mình khởi lên cái mâu thuẫn thì đó lại là tâm sân. Vậy thì khi không làm được mình cũng đừng có khởi lên cái phiền não. Mình phải biết tùy duyên, chứ không phải là lúc nào mình cũng có thể làm được những cái việc theo ý muốn của mình. Mình mong muốn không thành tựu được, nó cũng là một nỗi khổ. Vậy thì mình hãy khởi lên cái tâm đó là biết rằng mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Có những người mình muốn giúp nhưng không giúp được. Ví dụ có những người người ta đang ốm đau bệnh tật đấy, mình muốn người ta khỏi bệnh nhưng mình không làm được, vì đó là cái nghiệp của người ta. Người ta bị già, bị bệnh, bị chết đó, là cái nghiệp của người ta, đôi khi mình không giúp được. Có những việc mình giúp được, có những việc mình không giúp được. Vậy cho nên gọi là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Đấy là khi mình có cái nhìn như vậy thì mình sẽ không bị mâu thuẫn, không bị bất mãn khi mà mình không làm được cái việc giúp người khác. Còn mình có cái tư tưởng muốn giúp người thì đó là tốt, nhưng mà giúp người không bằng, muốn giúp được người trước tiên là phải giúp mình. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng dù nợ người bao nhiêu, chớ quên phần tự nợ. Đạt được thắng trí thù thắng nhờ có cái sự tự nợ, hãy chuyên tâm nợ mình. Tức là mình có làm nợ cho mình trước, mình mới giúp được người khác sau. Vậy thì mình phải đạt được một cái gì đó rất là cao. Như là mình muốn giúp người khác về tài sản, mình phải có một cái lượng tài sản rất lớn thì sau đó mình giúp được. Mình giúp được người khác về cái công việc gì đó, mình cũng phải làm xong công việc của mình. Mình giúp được người khác có trí tuệ thì mình phải đạt được cái trí tuệ rất là cao thì mình mới giúp cho người khác có được. Vậy cái việc đầu tiên mình hãy phát triển cái nội lực của mình mạnh lên, sau đó thì mình sẽ giúp người khác một cách dễ dàng. Còn nội lực của mình chưa mạnh thì mình muốn cũng không làm được, là do mình chưa đủ khả năng. Mình hãy đầu tư cho mình nhiều hơn nữa. Chúng con niệm ơn sư ạ. Dạ rồi. Kính thưa sư, cho con hỏi, con thiên về phước vô lậu, con không mong cầu phước hữu lậu, như vậy có được không thưa sư? Hay phải cần tạo phước hữu lậu để trợ lực cho phần kia? Xin thưa sư cho con thêm phần hiểu biết, con xin cảm ơn ạ. Mình cần phải có cái ước nguyện, tức là thành tựu được cái phước vô lậu ở trong tương lai. Nhưng mà trong cái lúc mình chưa thành tựu được cái pháp vô lậu ấy thì mình vẫn có hưởng thụ những cái phước hữu lậu ở thế gian này. Ví dụ khi mình bố thí, mình luôn luôn có cái nguyện là chứng ngộ Niết Bàn ở trong ngày vị lai. Nhưng mà cái con đường để đi đến chứng ngộ Niết Bàn nó sẽ còn rất là lâu dài, có thể là như vậy. Thì mình vẫn được hưởng cái phước bố thí ấy, thì vẫn có cái phước hữu lậu nó vẫn sinh. Khi mình dĩ giới, khi mình làm việc thiện, công đức gì đó, mình cũng nên có cái nguyện hướng về cái phước vô lậu là chứng ngộ Niết Bàn, để cho nó trở thành cái pháp ba la mật, để nó hỗ trợ cho cái sự chứng giải thoát giác ngộ của mình. Và khi mình có hưởng cái phước hữu lậu đấy, như là mình sinh lại làm người được hưởng cái phước giàu sang, hay là mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, mình sẽ không đắm nhiễm vào đấy, mà cái tâm của mình vẫn hướng về cái pháp vô lậu, và mình một lúc nào đó mình vẫn buông bỏ được cái pháp thế gian này. Còn nếu như mình không nguyện thành tựu được cái phước vô lậu, mà mình chỉ nguyện hưởng cái phước hữu lậu thôi, thì khi mình đạt được rồi mình sẽ đắm nhiễm ở trong đấy. Khi đắm nhiễm rồi nó sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ, và mình lại vì cái phước hữu lậu đấy mà bị đọa lạc, bị khổ đau ở trong tương lai nữa. Vậy cho nên là khi làm cái gì mình cũng phải có cái nguyện thành tựu được cái vô lậu giải thoát Niết Bàn thì nó cao thượng hơn. Chúng con niệm ơn sư ạ. Giờ Phật tử nào hỏi đưa tay lên ạ. Thì vì ngày mai á, là sư sẽ giảng đúng một tiếng, sau đó là không có thời gian, cho nên là ngày mai sư giảng từ 18 đến 19 giờ về công ơn cha mẹ, xong là đại chúng bước vào lễ Vu Lan cài hoa rồi. Cho nên là hôm nay quý Phật tử tranh thủ, thầy thưa đến quý Phật tử là cái bài giảng của hôm nay của sư á, cũng như là trước giờ sư về sư giảng mấy lần trước là đề mục tâm từ, đề mục niệm văn Đức Phật và đề mục hơi thở của thiền định. Đó là cái bước của thiền định nha, để đắc các cái tầng thiền. Thì đắc các cái tầng thiền là an lạc, đoạn trì cái, nhưng mà chưa phải tận gốc. Tận gốc tức là phải pháp hành thiền tuệ. Hôm nay thì sư giảng trong một cái khoảng thời gian ngắn thì quý vị có thể nắm được bao nhiêu thì nắm. Nhưng mà khi mà quý vị có duyên ba la mật, thực ra ngồi đây thì không biết ai là có ba la mật sâu dày, nhiều khi mình tu nhiều kiếp rồi. Thì quý vị có thể lên trang của chùa Phúc Minh kìm cái quyển Phương pháp thực hành thiền định.
là quyển sách sư viết Phương Pháp Thực Hành Thiền Định hay là Pháp Duyên Sinh. Còn dĩ nhiên trên cơ bản là mình biết về thôi, còn mình thực tập đi sâu á là phải ra tới chỗ sư, hoặc ít nhất á, mình có học trong cái phòng để sư truyền giới cho mình, hoặc là mình để sư chỉ dạy cho mình. Tại vì mình thực tập ở cái mức cơ bản thì được, nhưng mà bắt đầu lên chuyên sâu, bắt đầu vào định á là gần như là chắc chắn là phải có thầy, có thầy. Và đó là một cái phước vô cùng. Như biết cái ngày mà thầy biết được sư á, không như là thầy cảm thấy như là ân phước của đời thầy. Nhưng mà mình muốn thực tập, mình thắc mắc cái gì là có cái vị thầy hướng dẫn. Và dĩ nhiên thầy biết là cả ngàn người hôm nay không phải ai cũng có thể hiểu được lời của sư, nhưng mà những cái lời mà giác ngộ cao tột này nó rót vào trong tâm của mình, nó thành một cái hạt giống. Và biết đâu đó ai đó trong quý vị nhiều kiếp mình đã có cái duyên lành này rồi đó, thì quý vị muốn mình nói là nâng cấp cái trình độ tâm của mình lên cao nhất có thể. Trình độ tâm của dục giới, nâng cấp lên trình độ tâm của sắc giới, tức là đắc thiền. Và nâng cấp lên cái trình độ tâm của đạo quả, của siêu thế, của bậc thánh thì là thiền tuệ. Cho nên là đây là những cái gì mà có thể nói là rốt ráo và cao sâu nhất của Phật Pháp. Cho nên bây giờ quý Phật tử cứ tranh thủ, vài tháng mình mới có dịp gặp sư, một năm thường sư sẽ vào được 2-3 lần thôi. Quý vị cứ đưa tay hỏi đi ạ. Dạ. Nghe thầy mời Phật tử. Dạ con xin niệm ơn sư. Dạ sư cho con hỏi là khi mà con thực hành thiền niệm hơi thở thì con chú tâm vào cái hơi thở từ mũi với lại bụng, xong rồi một hồi sau rồi con cảm thấy con bị ngộp thở, tại vì con thở thấy không kịp. Với lại một phần nữa là khi mà con thực hành thiền thì con hay buồn ngủ, mà mỗi lần mà con buồn ngủ thì con lại đứng lên con đi hành thiền cho đỡ buồn ngủ, xong con lại quay lại, như vậy có được không ạ? Dạ con cảm ơn sư. Cái cách mà nhận biết hơi thở vậy là sai hoàn toàn nhá. Khi mình quan sát hơi thở, mình chỉ giữ tâm ở cửa mũi này thôi, không được theo tâm ở trong bụng này, không được theo tâm trong bụng nhá. Thực hành thiền hơi thở thì cái hơi thở ấy nó chỉ cao nhất nó ở chóp mũi, mà nó thấp nhất là nó ở môi trên, và nó ở cái mức giữa khoảng trung bình thì nó ở hai bên cánh mũi này. Vậy thì mình chỉ hướng tâm vào một trong ba cái điểm đấy, là hơi thở nó xúc chạm ở đấy, mình giữ cái tâm ở đấy và mình quan sát cái luồng hơi thở nó đi vào đi ra ở đấy một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn, liên tục, vừa phải, thì càng lúc thì nó càng tỉnh táo lên, càng ngồi lâu ấy, lúc đầu ấy nó sẽ hơi ôn trầm bởi vì cái lúc đấy cái chánh niệm nó yếu, rồi sau đó cái cơn ôn trầm có thể nó sinh lên rồi nó sẽ hết đi, nó tự động nó hết đi. Rồi mình cố gắng biết hơi thở trong cái lúc hôn trầm đấy, rồi dần dần hôn trầm nó biến đi, rồi cái tâm tỉnh giác nó sẽ sinh lên. Và lúc ấy mình sẽ luôn luôn giữ cái tâm quan sát hơi thở ở trước cửa mũi này, thì nó mới bắt được vào hơi thở, thì nó tâm nó sẽ có cái hỷ nạc khinh an, an nạc định tinh. Còn nếu mình đưa tâm đi các cái vị trí khác, nó không bắt được vào hơi thở, thì nó sinh ra nhiều cái vọng tưởng, phóng tâm, và nó sẽ sinh ra nhiều cái trạng thái khó chịu, như là bị căng thẳng, khó thở, nào là do mình đưa tâm vào trong cái thân tứ đại này nhiều quá nên nó sinh ra như thế. Vậy thì phải bỏ cái thói quen đấy đi bằng cách giữ cái tâm ở trên cửa mũi này đều đặn liên tục suốt thời thiền, từ lúc bắt đầu ngồi đến lúc kết thúc ngồi, không được đưa tâm đến chỗ khác. Dạ con kính niệm ơn sư. Dạ hồi chiều lúc sư xưa tới chùa thì chư tăng và Phật tử, chư tăng và quý chú ở tại chùa có thỉnh sư giảng vắn tắt nhất có thể về cái đề mục hơi thở để cho thầy với lại đại chúng nắm kỹ hơn, thì hồi chiều sư có dạy rồi, thì bây giờ thầy sẽ thỉnh sư nói lại một lần nữa cho quý Phật tử một cách vắn tắt nha, để cho Phật tử nắm cái đề mục hơi thở. Cho con cung thỉnh sư, phiền nhọc đến sư. Yeah. Nhưng mà mình khởi đầu của người bắt đầu thực hành thiền, mình có thể chọn cái pháp môn, cái phương pháp thực hành thiền hơi thở này là cái pháp mà làm nền tảng để mình có thể phát triển thiền tuệ ở tương lai được, thì mình cần phải thực hành thiền định hơi thở này cho đến khi nó đắc định thì thôi. Vậy thì cái phương pháp thực hành là mình phải có một cái không gian yên tĩnh, là cái môi trường, cái trú xứ rất là quan trọng để mình thực hành, nó không có tiếng động ồn ào ấy thì mình mới nhất tâm được. Thì khi ngồi thì mình ngồi tư thế nào cũng được, kết già bán già hay hai chân bằng nhau cũng được,
ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt hoàn toàn đã, để cho hơi thở đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên nhất, mà mình không điều khiển cái hơi thở đấy. Và mình quan sát hơi thở bằng cái sự xúc chạm, tức là hơi thở đi vào đi ra nó có cái làn gió thoáng rất là nhẹ, nó chạm chạm vào cái da ở bên cánh mũi, rồi mình hướng cái tâm đấy, mình giữ cái tâm ở cái vị trí trước cửa mũi đấy, để mình nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra ở ngay trước cửa mũi này, chứ không được theo hơi thở vào trong mũi, không được theo hơi thở vào trong phổi này, vào trong ngực, vào trong bụng này. Tức là mình không được quan sát cái thân của mình, mà chỉ quan sát cái luồng hơi thở đi vào đi ra thôi. Thì chú tâm vừa vừa thôi, không được chú tâm quá mạnh, mình cũng không quá nơ nà, tức là luôn luôn ở cái mức vừa phải trung bình. Mình quan sát hơi thở đấy nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là tự nhiên, đều đặn liên tục đấy, trong suốt một cái thời thiền là 1 tiếng, hoặc 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, tức là ngồi được càng lâu càng tốt. Và khi cái vọng tưởng nó đến thì mình chỉ cần nhắc nhở cái tâm là buông bỏ cái vọng tưởng đấy đi. Mình nghĩ rằng cái vọng tưởng đấy không đem lại lợi ích gì hết, mà mình hãy nghĩ đến cái lợi ích của cái việc hành thiền hơi thở. Nó sẽ làm cho mình được định tĩnh, làm được nhất tâm, rồi sẽ phát sinh ra cái trí tuệ, là con đường đi đến niết bàn giác ngộ. Khi mình hiểu được cái mục đích, tức là mình có cái mục đích hành thiền chân chánh, mình hiểu được cái lợi ích của cái việc hành thiền ấy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó tha thiết, nó thích thú, nó hoan hỉ với hơi thở. Và mình càng ngồi thì nó càng có cái sự nhẹ nhàng khinh an, thì nó càng có cái sự an lạc, càng ngồi lâu mình càng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Rồi dần dần ở trước mặt mình nó sẽ phát sinh ra cái nimitta, cái quang tướng ấy, tức là cái ánh sáng nó sẽ sáng dần đi. Thì đấy là dấu hiệu mình sẽ đắc định, và mình cần phải phát triển cho cái định ấy càng ngày nó càng thâm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn. Thì dần dần nó sẽ đè nén được 5 triền cái, tức là tham dục sân hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi nó không sinh lên nữa, và nó sẽ dần dần nó đi vào được cận định, rồi nó đi vào an chỉ định, và nó đi vào được sơ thiền. Rồi sau đó mình sẽ có những cái phương pháp mình cần học thêm, là tuần tự nên nhị thiền, nên tam thiền, nên tứ thiền với cái pháp hành thiền hơi thở đấy. Và sau đó mình sẽ chuyển sang hành thiền tuệ, tức là 16 cái tầng thiền tuệ như mà sư mới giảng hôm nay. Thì nó phải dựa trên cái nền tảng mà mình đã thực hành cái pháp thiền hơi thở này, thì sau đó hành thiền tuệ sẽ rất là dễ dàng. Còn nếu như mình chưa chứng đắc được một tầng thiền ý, mình hành thiền tuệ ngay thì nó rất là khó, và rất ít người thành tựu được, rất ít người thực hành được. Dạ, chúng con niệm ơn sư. Dạ, quý Phật tử thấy sư vừa hướng dẫn cho quý vị một cách vắn tắt nhất cái đề mục hơi thở. Quý vị thấy vắn tắt như vậy, nhưng mà nếu quý vị thực tập đúng pháp, và dĩ nhiên là phải có sư hướng dẫn, phải có thầy hướng dẫn nha. Thì như sư nói đó là khi mà bắt đầu lắng được 5 các truyền cái, có được 5 thiền chi rồi, bắt đầu sẽ mình vào sơ nhị tam tứ thiền rồi tứ không thiền. Thì trên nền tảng của các cái tầng thiền định sắc giới đó, và mình mới tu tập qua thiền quán đó, và nó có cái lộ trình đàng hoàng. Thì thầy rất là tha thiết mong muốn với Phật tử là mình cũng không biết cái duyên lành của mình tới đâu đâu, nhiều khi mình có ba la mật nhiều kiếp rồi, quý vị muốn nâng cấp cái này lên thì quý vị nên tìm những cái quyển sách, và muốn được những cái duyên lành mà đi sâu vào thiền, các cái tầng thiền tứ thiền bát định này, thì quý vị nên tìm nghe pháp của sư. Và dĩ nhiên là muốn đi xa là phải ra tới cái chỗ chú xứ để mà sư hướng dẫn cho quý vị. Đây là rất là lời tha thiết mong muốn của thầy, để quý vị khi mà ra tới chỗ của chú xứ của sư đó, thì hàng ngày mình có được gần sư rồi, được trình pháp, mình tu tới đâu là mình trình pháp, là sư sẽ chỉ cho mình từng ly từng tí trong cái tâm của mình. Đó là những cái tầng thiền tứ thiền bát định của sắc giới và vô sắc. Thì trên cái nền tảng thiền định đó, như sư vừa nói, trên cái nền tảng sau khi mình tu cái đề mục hơi thở đó đắc định rồi, mới qua thiền quán thì mới dễ thành tựu được, chứ không mình đi thẳng vô thì nó hơi khó. Dạ, rồi con niệm ơn sư ạ. Hồi nãy thầy thấy có Phật tử đặt câu hỏi đâu? Dạ. Đâu hồi nãy ai giơ tay cũng giữ đâu? Dạ rồi, không có thì quý vị ai hỏi giơ tay đi ạ. Dạ. Quý vị không hỏi thầy hỏi nha. Con kính bạch sư là mà đâu? Ai hỏi? Để con hỏi. Dạ, A Di Đà Phật, thì cho con hỏi cái phần về chứng đắc nhị thiền. Trong phần cuốn sách thầy có ghi là một ý môn tướng tâm khởi lên và gián đoạn dòng hữu phần, sau đó 4 đến 5 tốc hành tâm khởi lên cùng một đối tượng, giờ tốc hành tâm cùng một đối tượng thuộc nhị thiền. Vậy cho con hỏi là ý môn tướng và tốc hành tâm là gì ạ?
Khi mình khởi lên một cái, mình bắt đầu đi vào một cái tâm nó thuộc về cái tâm sắc giới, tức là tâm của tầng thiền ấy. Khi mình chứng được sơ thiền nó không bận, thì đầu tiên là nó gián đoạn cái tâm hữu phần. Là cái tâm đầu tiên là cái tâm ý thức của mình đang quan sát hơi thở đấy, thì nó là tâm dục giới. Rồi mình quan sát cái tự tướng ấy, nó vào đến cận định, nó cũng là tâm dục giới. Nhưng trước khi nó bắt vào tâm sắc giới của sơ thiền ấy, thì cái tâm dục giới đấy nó dừng lại, thì tâm nó chìm vào cái tâm hộ kiếp, là cái tâm hữu phần, là cái tâm mà cái lúc mình đi đầu thai nó gọi là tâm tục sinh, thì sau đó đến tâm hữu phần nó duy trì suốt kiếp sống ấy. Là cứ mỗi một khi nó thay đổi từ một cái tâm này sang cái tâm khác, từ một cái nội trình này sang nội trình khác, nó lại phải chuyển tiếp qua cái tâm hữu phần đó. Thì cái mình tâm mình chìm vào hữu phần, rồi cái phần thì tâm hữu phần đó nó dứt dòng, nó dừng lại, sau đó cái nội tâm thuộc về tâm thiền nó mới khởi lên. Thì đó là một cái tâm ý môn hướng tâm, là cái ý, là cái ý thức của mình nó bắt lấy cái cảnh, cái đối tượng, là cái tự tướng của cái tầng thiền đó. Rồi sau đó nó khởi lên các cái tốc hành tâm, là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Thì đến cái tâm an chỉ nó mới là tâm thiền tuyệt đối, nó mới là cái tâm an chỉ định. Thì cái đấy nó mới là cái tâm thiền. Thế nên nhị thiền bận thì đầu tiên mình phải xuất ra khỏi sơ thiền, rồi nó mới nên được nhị thiền. Khi xuất ra khỏi sơ thiền thì tâm nó lại chìm vào dòng hữu phần một chút, rồi sau đó cái tâm hữu phần này nó rung động, nó dứt dòng. Rồi sau đó một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên, nó lấy cái đối tượng tự tướng của hơi thở, nó có hỷ nạc nhất tâm làm đối tượng đó, nó khởi lên. Rồi nó cũng khởi lên một cái tâm chuẩn bị, tâm cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và an chỉ. Thì cái tâm an chỉ định của sơ thiền thì nó ba tư tâm, thì nó có tầm tứ. Còn cái tâm an chỉ định của nhị thiền thì nó không có tầm tứ nữa, vì tầm tứ mình loại bỏ đi rồi. Thì nó còn lại 32 tâm, cái tâm thiện sắc giới đó. Thì đó là những cái nội trình tâm như thế, cái sát na chuẩn bị tâm, cận hành tâm, thuận thứ tâm, chuyển tộc tâm và an chỉ tâm. Đấy là 5-6 tâm sát na là vậy đó. Và lúc đấy cái tâm an chỉ thì nó khởi lên liên tục, nó cứ sát na này nó diệt đi, sát na sau nó lại sinh lên, và nó cứ liên tục ở trong cái sơ thiền hoặc nhị thiền đó. Mình chú 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì cái tâm an chỉ nó cứ liên tục sinh khởi như vậy. Thì đấy được gọi là cái tâm thiền sắc giới. Và cái nội tâm sắc giới nó khác với những cái nội tâm dục giới. Nội tâm dục giới thì nó khác, còn nội tâm sắc giới nó khác. Thì những cái đấy nó gọi là tốc hành tâm, là những cái tâm an chỉ định nó cứ khởi lên liên tục, đấy là tốc hành tâm. Dạ. Quý vị không hiểu gì hết đúng không? Quý vị phải có một chút về giáo lý về vi diệu pháp thì quý vị sẽ hiểu lời sư nói. Và nhất là những lời sư nói đây, khi mà quý vị thực tập á, thực tập thì mấy vị mới thấy đây là những lời vàng gọc chỉ cho mình cái cách để mà thực tập. Đó. Bây giờ thì quý vị nào có hỏi câu hỏi tiếp không? Ráng cố gắng câu nào khó nhất hỏi nha. Hỏi khó nhất hỏi xem. Rồi có hai tay rồi. Đưa tay lên cho mang mic tới. Alo. Thưa sư, con có một câu hỏi là sư có giảng là chúng ta không phải chết mới vô hòm, có gì vô hòm mới chết, mà chúng ta đang chết mỗi ngày rồi. Vậy hai cái chết đó nó khác gì nhau ạ? Cái chết mà nó diễn ra liên tục trong mỗi sát na trên thân tâm của mình ấy, đó là nó chết nhưng mà nó lại vì cái nghiệp nó còn. Nó giống như là cái ngọn, là giống như là một cái đèn dầu nhé. Nó có rất là nhiều dầu ở trong đấy, và khi mình đốt đi thì cái dầu nó cứ hao đi liên tục như vậy. Nhưng mà cho đến khi nó hết cả một cái chai dầu đấy thì cái ngọn đèn đấy nó chấm dứt. Như vậy thì cái thân của mình cũng vậy, nó cứ sắc thân và cái tâm của mình nó sinh diệt liên tục. Nhưng do cái nghiệp nó còn, cái nghiệp ở quá khứ nó còn, cho nên là nó, cái nghiệp đấy nó lại là nhân, nó lại sinh ra cái sắc, danh sắc tiếp theo. Nó lại sinh ra danh sắc tiếp theo rồi nó lại chết đi. Rồi cái nghiệp đấy nó lại là nguyên nhân, cái nghiệp tâm thời tiết vật thực, bốn cái nhân đấy nó là cái nguyên nhân, và nó cứ sinh ra rồi nó lại diệt đi, sinh ra và diệt đi, cho đến khi nghiệp hết. Nó giống như là cái chai dầu nó hết ấy. Cho đến khi nghiệp nó hết, tuổi thọ nó hết, thì lúc đấy nó sẽ chấm dứt cái mạng sống này hoàn toàn, và nó đi đầu thai sang một kiếp sống mới theo cái nghiệp mà mình đã tạo ở đời này. Thì nó cái sinh diệt nó khác nhau như vậy. Tức là mình cũng có chết sinh diệt liên tục, nhưng mà nó, cái nghiệp nó chưa hết, cho nên nó lại sinh ra cái khác, và nó cứ duy trì liên tục như thế cho đến khi hết nghiệp thì thôi.
thì nó mới thay đổi sang một cái thân khác, một cái thọ mạng khác, một cái mạng sống khác, một cái cảnh giới khác. Lại tùy theo một cái nghiệp mà mình đã tạo ở đời này. Mình tạo được cái nghiệp dài thì cái tuổi thọ nó sẽ dài. Mình tạo cái nghiệp ngắn thì tuổi thọ nó sẽ ngắn. Giống như là cái ngọn đèn của cái chai dầu nó ít thì nó sẽ đốt được một thời gian ngắn là nó tắt. Mà chai dầu nó nhiều thì nó sẽ đốt được lâu hơn. Cái tuổi thọ con người nó thế. Cái nghiệp mình mạnh thì mình sống lâu, nghiệp mình ít thì mình sẽ chết sớm. Rồi chúng con niệm ơn sư. Rồi bây giờ một Phật tử hỏi một câu nữa nha. Phật tử hỏi một câu rồi cho thầy hỏi một câu cuối. Alo. Dạ. Dạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sư thưa thầy. Sư thầy cho con hỏi là về cái tư thế ngồi thiền á, thì có phải là về lâu về dài thì nên, khi mà mình thiền thì nên ngồi kiết già hay không? Còn ngồi bán già thì về lâu về dài nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái cột sống lưng của mình á. Thì cái đó, với lại khi mà con ngồi thiền á, con hay bị con ngồi bán già, con hay bị chấp niệm vào cái việc là ngồi phải thẳng cái cột sống lưng á, nên con hay bị mỏi, tại vì con sợ về lâu về dài nó ảnh hưởng đến cột sống. Thì không biết là tư thế ngồi thiền như thế nào cho nó thật đúng, thật thoải mái, hay là có cái mẹo, cái cách nào để mà thoát khỏi cái tình trạng đó không? Thì con hay bị mất tập trung vì cái việc mà đau lưng với mỏi lưng khi mà ngồi á. Khi mà mặc dù con cố gắng ngồi cho nó thẳng. Dạ. Càng cố gắng ngồi thẳng nó sẽ càng mệt và nó sẽ càng mỏi lưng nhiều hơn. Đôi khi mình ngồi giữ lưng thẳng nhưng mà cũng có lúc nó mỏi lưng, mình hơi trùng xuống một cách tự nhiên thế này, không vấn đề gì. Khi cái người mà tu tập mà có định ấy, thì nó có một cái sự khinh an, tức là làm cho cái thân mình nó nhẹ bẫng lên, và lúc ấy mình sẽ không có cái cảm giác trọng lượng khó chịu trên thân nữa, và cái lúc đấy nó sẽ không có, nó không sinh ra những cái bệnh gì đáng nguy hiểm trên thân này. Cho nên đừng có lo, ngồi kết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi hai chân bằng nhau cũng được, tùy theo mình thích ngồi cái thế gì thì mình cứ tập một thời gian nó thành thói quen. Và đừng lo rằng nó sẽ sinh ra cái bệnh gì, chỉ trừ khi mình ngồi với một cái tư thế mà nó quá là thô thiển ấy, tức là mình cố tình gù lưng xuống hay là vẹo lưng sang một bên ấy, thì có thể lâu ngày nó sẽ không được tốt nó cho cái thân này. Cứ ngồi giữ lưng thẳng, nhưng mà khi nào mỏi lưng vẫn hơi trùng xuống được. Và các tư thế ngồi không ảnh hưởng gì hết, nhất là khi tâm của mình có định rồi thì nó sẽ có cái sự điều chỉnh. Trong cái lúc mình ngồi mình cũng sẽ tự điều chỉnh được cái thân. Có những cái lúc nó cảm thấy thoải mái nó sẽ giữ lưng thẳng lên, và có cái lúc nào mình cảm thấy nó mỏi lưng nó sẽ hơi trùng lưng xuống. Cứ để cho nó tự nhiên như vậy, chứ đừng gò ép quá mức. Đừng cố tình phải giữ lưng thẳng, nó sẽ tạo ra cái sự căng thẳng mệt mỏi. Mà mình cứ giữ lưng, cứ để lưng trùng lâu quá nó cũng sinh ra cái mệt mỏi. Vậy thì mình thỉnh thoảng mình thay đổi một chút thì nó sẽ được thoải mái hơn. Như vậy là khi mỗi khi mình ngồi thiền thì mình cũng không nên để mình nên để cho nó thẳng lưng mà một cách tự nhiên mà thoải mái. Còn khi nào mà hơi mỏi thì có thể hơi không tự nhiên một chút xuống cũng được. Đấy, được, được. Và cái này nó tùy theo cái thân thể của từng người. Nó tùy theo mỗi người có cái trạng thái thân nó khác nhau. Nhất là những người nào mình có sức khỏe tốt, người ta giữ lưng thẳng cả ngày nó không có đau lưng, không mệt mỏi. Nhưng cũng có những người cái lực, cái sức nó yếu, giữ lưng thẳng nó rất là mệt. Thì cái người đấy hay ngồi cái tư thế thả lỏng tự nhiên. Và cái tư thế này không ảnh hưởng gì hết. Vậy thì ngồi thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất và để giữ được cái chánh niệm mà tốt nhất là được. Chứ đừng chú trọng quá là phải giữ lưng thẳng hay là để lưng tự nhiên. Dạ, dạ, con cảm ơn sư thầy. Con niệm ơn sư ạ. Kính bạch sư ạ, con hay khuyến khích cho Phật tử là thọ tam quy, giữ năm giới. Và con có khuyến khích thêm quý Phật tử là nên giữ tám giới. Có thể là một tuần hoặc 10 ngày, là tùy cái khả năng. Mà có một số Phật tử thì thấy được cái sự lợi ích của việc giữ giới, nhưng còn số đông thì vẫn cảm thấy là giới chưa có giữ tròn, cho nên sợ tội hoặc như thế nào, cho nên không dám giữ. Hôm nay con xin cung thỉnh sư có thể nói cho quý Phật tử hiểu về cái sự lợi ích của việc giữ giới và cái quan trọng của cái việc giữ giới trên cái bước đường tu tập và thiền định, thiền quán, thưa sư ạ. Giữ giới với Phật tử tại gia thì có năm giới, là những cái giới bắt buộc phải giữ. Những cái giới đấy là cái giới nó tránh được những cái quả báo khổ đau.
Tức là khi mình phạm vào những giới là mình cũng phạm vào những cái ác nghiệp. Còn mình mà muốn tăng thêm công đức, tăng thêm những cái phước lành, hay là gieo những cái nhân để chứng ngộ Niết Bàn trong ngày tương lai, thì mình sẽ tu tập gọi là tăng thượng giới. Tức là khi mình đã thành tựu cái giới ở cái mức độ thấp rồi, thì mình hãy tu tập cái giới ở mức độ cao hơn. Tức là mình cần phải có cái sự, mỗi ngày nó phải có cái sự cầu tiến, nó phải có cái sự tiến bộ lên. Như là người học đã hết lớp 1 thì phải lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, tức là mình cứ phải tăng lên như vậy. Thì mỗi ngày nó sẽ có cái sự tiến bộ cao hơn. Cái pháp mà giữ giới bắt quan trai là cái hạnh là mình bắt trước các bậc thánh nhân. Như là mình sẽ nguyện là các bậc A-la-hán, các bậc thánh nhân A-la-hán suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, không múa hát, không xem nghe múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Vậy một ngày một đêm nay con nguyện học theo cái hạnh của các bậc thánh nhân A-la-hán, sẽ giữ 8 cái điều này là không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát và nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì cái giữ giới này là cái giới gọi là nên là để nó tăng thêm công đức, tăng thêm phước lành, và nó sẽ gieo cái nhân để mình chứng được cái đạo quả, chứng được cái thánh quả ở trong ngày vị na. Thì cái giới này mình giữ trong một ngày một đêm thôi, chứ nó không phải là mình giữ suốt đời. Vậy thì lúc đấy mình phải lấy so sánh là các bậc A-la-hán còn giữ suốt đời được, suốt đời các ngài còn giữ được, không chỉ là mình có một ngày một đêm mà chả lẽ mình không giữ được hay sao. Thì lúc đấy mình nghĩ là mình là bậc con Phật, thì con của mình phải noi theo cái tấm gương của Đức Phật và các bậc thánh nhân như vậy, cho nên là mình phải cố gắng học theo cái hạnh của các ngài như vậy, và mình giữ giới. Khi mình giữ giới đấy thì nó sẽ có công đức lớn, có lợi ích lớn, có công đức lớn. Nếu như mình nguyện một cái gì đó cao thượng thì mình phải giữ cái giới này thì nó mới thành tựu. Như là nguyện là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có tài sản, có danh vọng, có chức quyền, có sắc đẹp, hay là nguyện sinh thiên giới, hay nguyện chứng đắc Niết Bàn. Thì cái pháp giữ về cái tăng thượng giới học, về cái giới Uposatha, về cái giới bát quan sai này, nó sẽ làm cho mình dễ dàng đạt được những cái điều mà mình đang mong cầu, đạt được những cái điều mà mình đang ước nguyện đấy. Chứ bây giờ mình mong cầu ước nguyện rất nhiều thứ cao cả trên đời, nhưng mình không gieo nhân mà mình cứ mong cho có quả thì nó không thành tựu được. Vậy thì mình cần phải có nhân, từ cái nhân đấy mình mới mong muốn cái gì nó mới thành cái quả đấy. Như là khi mà mình có tài sản mình muốn mua cái gì thì mình cũng mua được vì trong túi mình có tiền mà. Vậy như vậy mình có phước thì mình nguyện, mình ước muốn cái gì thì cái điều ước nguyện nó mới thành tựu. Còn mình không có phước thì nó không thành tựu được. Mà cái phước lành này nó sinh ra từ sự giữ giới này, thì mình cần phải giữ giới trong một ngày một đêm đấy để mình tăng trưởng cái tài sản về cái phước của mình, về cái công đức phước lành của mình lên, rồi mình ước cái gì thì cái điều đó nó mới thành tựu được. Thì đấy là cái lợi ích mà mình nên giữ giới để mình nguyện những cái gì mà mình đang ước nguyện, đang mong cầu đấy cho nó thành tựu. Dạ, con niệm ơn sư ạ. Thưa quý Phật tử, là bên ngoài có một cơn mưa rất là lớn, cũng làm dịu đi cái nóng của Sài Gòn. Nhưng mà quý vị có thấy là những lời pháp của sư sẽ làm cho mình mát mẻ trong tâm. Thầy xin một lần nữa được nhắc lại là mà mỗi khi mà chùa An Lạc được sư hứa khả, quý vị biết thầy vui mà thầy mừng, thầy đón sư, thầy mong đến từng ngày thầy đón sư. Thầy biết là thầy khi mà sư hứa khả là thầy rất là cảm thấy hạnh phúc cho bản thân thầy, cũng như là cho chư tăng tại chùa, cũng như cho Phật tử. Cho nên là mỗi lần mà sư giảng là thầy biết là khi mà những bài giảng của sư là những bài giảng đi thẳng vào tâm từ trong cái chi ly trong tâm, cho nên nó sẽ khó. Mà cái gì thì nó có cái giá của nó, nên càng lên cao thì bắt đầu sẽ rụng, giống như là cái phước của mình không đủ, ba la mật của mình không đủ để mình tiếp nhận những cái đó thôi. Thì nếu mình ít ba la mật, ít phước về giải thoát giác ngộ vô lậu thì mình gieo, còn ai mà đã có rồi tiếp tục mình phát triển. Thì hôm nay là chùa mà An Lạc của mình rất là phước báu được cung đón bước chân của sư và nghe sư thuyết giảng. Thì thầy xin nhắc lại nha, là quý vị có thể lên trang Facebook hoặc là lên web để tìm trang chùa Phúc Minh, còn sư thì quý vị có thể lên Facebook hoặc là lên YouTube để tìm là sư Thanh Minh, nhà sư Thanh Minh chùa Phúc Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đó là quý vị nghe trước. Rồi quý vị xin vào cái, nếu mà quý vị cần xin giới á,
hoặc học pháp nơi sư thì có cái phòng Zoom, quý vị đăng nhập vào phòng phòng Zoom đó, rồi khi nào mà có nghe pháp thì quý vị nên nghe để nâng cấp cái cuộc đời của mình lên. Thầy rất là mong muốn. Và có một cái tin vui đến quý vị là hồi chiều thầy có thỉnh sư là ngày mai chùa mình có cúng lễ chay tăng 60 chư tăng, và trong 60 chư tăng cũng là dịp ra hạ luôn. Và thầy có thỉnh sư là sư do thương chúng con, thương Phật tử, sư cho Phật tử được gieo duyên với sư, và sư đã hứa khả rồi, cho nên là mai cố gắng sắp xếp nha, tới cúng dường chư tăng, mà đặc biệt là ngày mai là có sự chứng minh của sư đó, thì để mà một người có giới, có định, có tuệ, có pháp học, có pháp hành, có giới, có định, có tuệ như cái viên ngọc giữa cuộc đời. Thầy rất là mong quý vị được học hỏi nơi sư, nương tựa nơi sư để cuộc sống của mình càng ngày càng phát triển hơn ở cái pháp thiện. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư, gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, chúng con được tắm mình trong giáo pháp qua những lời giảng dạy của sư, những lời giảng vi diệu, màu nhiệm, và những lời giảng dạy của sư hôm nay, và cũng như những lời giảng dạy của sư trong các bài pháp thoại trước. Chúng con cảm thấy những lời giảng trong kinh của Đức Phật, có đôi lúc chúng con đọc vào trong những trang kinh, chúng con cảm thấy rất là khô khan và không thể hiểu hết được. Nhưng nhờ những lời giảng dạy của sư, chúng con thấy những trang kinh đó được sống dậy. Chúng con thấy những trang kinh hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã thành Phật chứ cội Bồ Đề, qua những A Tăng Kỳ, Ngài đã hành các ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, đã hy sinh nhiều kiếp để tìm ra đạo. Và sau khi giác ngộ, Ngài dạy cho rất nhiều vị thánh đệ tử đắc được đạo quả Niết Bàn. Và những trang kinh Phật dạy, có những trang kinh chúng con không hiểu được. Nhờ sư, nhờ những lời giảng dạy của sư hôm nay, những quyển sách sư viết và những gì sư đã giảng dạy, chúng con cảm thấy như những lời dạy đó được sống dạy. Và có những con người đang thực tập, đang sống trong giáo pháp của Đức Phật giữa hiện đời này, là điểm tựa cho chúng con trong đêm dài sanh tử, là điểm tựa cho chúng con trong những lúc khổ đau có nơi để nương tựa, và đặc biệt là điểm tựa cho chúng con, những người có tâm muốn học, muốn tu ở nơi đây. Khi muốn học, muốn tu, có vị thầy hướng dẫn rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng con. Chúng con với một lòng tôn kính và biết ơn sư đã không ngại đường xá xa xôi từ tỉnh Thái Bình để trở về đây để ban pháp và chỉ dạy tận tình sâu sắc cho chúng con. Với tất cả sự tôn kính và niềm ơn, chúng con thành kính đảnh lễ sư tam bái. Bây giờ các Phật tử đọc theo sư về hồi hướng chia phước. Idame bunyam asawakhazam vaham hotu. Idame bunyam nibbanasa paichazo hotu. Mama punya bhagam sabba satthanam pachemi te sabbe medamam punya bhagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại,
cầu mong cho các vị ấy, hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du. Nành thay, nành thay, nành thay.